là 85% cho Flash và 15% cho IGP. Cũng không quá ngạc nhiên khi mà Flash vẫn là đội tuyển được đánh giá cao hơn ở cặp đấu này. Họ đang là đương kim vô địch thế giới, còn IGP đang là một hiện tượng của giải đấu lần này mà thôi. Tiếp tục câu chuyện về cuộc đua top 4. Hiện tại đội tuyển đang xếp ở vị trí thứ tư, đó chính là Pháp TV. Pháp TV họ đang có trong tay là 2 điểm, kém 1 điểm so với ZD Esports. Nhưng cho đến cuối mùa thì lịch thi đấu của Pháp TV cũng không phải là đơn giản một chút nào cả. Họ sẽ có 3 trận đấu ở từ giờ cho đến giữa mùa, đối đầu với ZD Esports, với In The Dark và với Flash. Rõ ràng đó là những trận đấu cực kỳ khó khăn dành cho Pháp TV. Và những đội tuyển có khả năng gạt dò Pháp TV ra khỏi top 4 thì không ai khác, đó chính là VAC In The Dark cùng với Swing Phantom. Thì đây là hai đội tuyển đều có trong tay hiện tại là âm 2 điểm. Nhưng lịch thi đấu của VAC In The Dark cùng với Swing Phantom thì theo tôi cũng là tương đương nhau, khi mà In The Dark họ sẽ gặp IGP, gặp Pháp TV và Adonis ở trong 3 trận đấu cuối ở lượt đi. Còn Swing Phantom sẽ gặp ZD, gặp Adonis, gặp Overclockers và IGP Gaming. Thì có thể coi là đây là những thi đấu tương đối là tương đồng với nhau. Nhưng Swing Phantom tôi nghĩ vẫn sẽ được đánh giá cao hơn đôi chút khi họ là đội tuyển có kinh nghiệm nhiều hơn so với VAC In The Dark. Đồng ý. Và chúng ta bước ngay vào giai đoạn cấm chọn giữa IGP Gaming và Team Flash. Team Flash ở phía đội đỏ, còn IGP Gaming ở phía đội xanh. Với việc Team Flash họ cấm đi hai sự lựa chọn và vị trí trợ thủ, đó là Sephira cũng như là Badum, thì đồng nghĩa việc là IGP Gaming sẽ hở ra quân bài Hayate dành cho Daim. Và với phong độ gần đây của Daim thì anh ta đang là một trong những người chơi xạ thủ có thể nói là gánh team tốt nhất tại đấu trường danh vọng mùa đông 2019 tính tới thời điểm này. Bên phía của Team Flash, khi mà để cho đối phương có được cho mình quân bài xạ thủ cơ động và rất mạnh mẽ này, thì bên phía của Team Flash cũng sẽ có cho mình hai sự lựa chọn tôi nghĩ rằng là khá thuận tay và nó mạnh tại thời điểm này, với việc bạn sẽ có cho mình Violet ở vị trí đi rừng hoặc đi rồng hoàn toàn tốt, và sau đó là một vị tướng tủ dành cho Xuân Bách, một sự khởi đầu tốt dành cho Xuân Bách, vì anh ta có được cho mình một vị pháp sư mà tôi nghĩ rằng anh ta chơi khá thuận tay, đó là Liliana. Nói về thành tích đối đầu thì ở mùa giải trước, IGP Gaming đều để thua Team Flash với tỷ số là 2-0 khi mà vòng bảng quốc gia hồi đó còn thi đấu theo thể thức là BO3. Thì rõ ràng đó là một điều có thể chấp nhận được, bởi lúc đó đội hình của IGP Gaming tương đối chưa có quá nhiều những người chơi có khả năng và tố chất tốt như thời điểm này. Tại thời điểm này thì IGP Gaming đã có cho Beat, có KA, thì mọi thứ đã đều được giải quyết. Những vị trí trọng điểm, những vị trí được coi là điểm yếu của IGP Gaming đã hoàn toàn được giải quyết. Và đây là một IGP Gaming hoàn toàn khác biệt so với mùa trước. IGP Gaming lần này sẽ có thêm cho mình đó là cả Enzo, cả Vered. Đây một đội hình tôi cảm nhận được rằng với ba sự lựa chọn đầu tiên là một đội hình tương đối sôi thịt, khá nhiều sát thương và khả năng cơ động rất cao, khả năng tự sinh tự diệt tốt với ba quân bài này. Nếu nói về IGP Gaming, ở vòng đấu gần nhất họ vượt qua được Adonis Esports với tỷ số là 3 ván thắng 3-0. Thì IGP họ có đến 4 người lọt vào đội hình tiêu biểu của vòng đấu vừa rồi, vòng đấu thứ 3, đội hình với KDA tốt nhất. Đó chính là Daim, là Sun, là KA và Chobis. Nó cũng cho thấy rằng IGP Gaming hiện tại đã thống trị đội hình tiêu biểu ở vòng đấu thứ 3 rồi. Một người duy nhất lọt vào ở giữa, đó chính là người đi đường giữa của bên phía đội tuyển Pháp TV, là Hero mà thôi. Hero cũng đang có phong độ rất cao. Nhưng IGP Gaming thì họ đang cho thấy một sự nhuần nhuyễn tốt hơn khi càng ngày càng chơi đội tuyển này càng hay. Và bây giờ thì họ sẽ có trận đối đầu với thử thách có lẽ là lớn nhất ở vào thời điểm hiện tại, đó là Team Flash. Và nếu như chỉ cần có được một ván thắng trước Team Flash thôi thì tôi nghĩ đó cũng sẽ là một thành công dành cho IGP Gaming ở trong ván đấu này. Nhưng tôi tin rằng các tuyển thủ của HTVC, IGP Gaming họ còn mong nhiều hơn thế trước Team Flash. Đến với phần cấm chọn của ván đấu đầu tiên này, tiếp tục khi mà bên phía của IGP Gaming họ đã cấm đi vị tướng đi đường đơn rất mạnh, đó chính là Yena. Trước đó thì những lượt cấm đã nhắm đến một vị tướng đi đường đơn khác cũng thuộc hàng top ở tiền hiện tại là Florentino. Như vậy họ đang nhắm khá nhiều đến khu vực đường đơn của bên phía Team Flash, hay cụ thể đó là vị trí của Đạt Còi hoặc là Eli. Team Flash họ cấm đi một vị tướng đi đường giữa rất thuận tay của Lạc Lạc, đó chính là Illumia, và cũng có khả năng kiểm soát bản đồ rất tốt với chiêu cuối thần trận của mình. Và lượt cấm tiếp theo họ nhắm đến Chobis khi họ đã cấm đi đó là Alice, và lượt lựa chọn đầu tiên ở phase chọn thứ hai của Team Flash là Seniel. Rồi, còn bên phía của IGP Gaming vẫn rõ ràng với hai sự lựa chọn mà bên phía của IGP Gaming cấm vào Team Flash, đó là Yena và đó là Omen, thì đây đều là hai con bài đấu sĩ đẩy lẻ tốt, nó gây đột biến cao, và có lẽ rằng là IGP Gaming đang lo sợ nhất Ellie. Rõ ràng Ellie là một trong những viên ngọc gọi là thô trước khi mà gia nhập Team Flash, với tố chất của mình, với một lối đánh quá ngang ngược, một lối đánh hổ báo nhưng đầy quyết liệt và hiệu quả. Thì rõ ràng những quân bài nguy hiểm như thế thì Team IGP Gaming họ buộc phải có những đối sách để khóa vào quân bài này. Nhưng Ellie còn khá nhiều quân bài khác có lối đánh tương đồng, đặc biệt là quân bài Killgrot cũng có thể là sự lựa chọn mà anh ta muốn hướng tới tại thời điểm này. Nên nhớ rằng là Seniel này hoàn toàn có thể đi đường đơn hoặc
đi trợ thủ được. Trợ thủ. Nhưng lối chơi của Ellie chưa chắc đã là cầm con bài này đi quân bài ở vị trí đường đơn. Vì rõ ràng lối chơi của Ellie một lối chơi có vẻ là khát máu và tôi nghĩ rằng là khả năng cao Proe sẽ vẫn cầm cho mình quân bài Senia này vị trí trợ thủ mà thôi. Còn nói về đội hình của MVP vòng thứ 3 thì có đến 4 thành viên của IGP Gaming lọt vào được đội hình này, chỉ trừ Lạc Lạc ra mà thôi. Trong khi đó thì Chobit là người chơi trợ thủ, anh ta lại có đến 31 điểm KDA. Rõ ràng đó là một con số quá kinh khủng để cho thấy cái chất gánh team đến từ người trợ thủ này. Nhưng nhớ rằng Chobit là một trong những người chơi mà tôi nghĩ rằng cũng đã có khá nhiều kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp rồi. Anh ta có mặt trong màu áo của PBT đúng không? Phố bò team giai đoạn trước mùa xuân 2018. Đầu quân cho Cơn Tuấn quận 7, sau đó là phố bò team. Sau đó đến với Overclockers đảm nhiệm vị trí của một người đi đường đơn tại Overclockers. Và tại giải AAC 2018 thì anh ta cũng giữ luôn cái vị trí đó là huấn luyện viên của Overclockers. Thì nó cho thấy rằng Chobit hiện tại đang là một viên gạch cực kỳ quan trọng tại HTBC IGP Gaming. Còn đối với Team Flash thì Đạt Còi đã là người đóng đinh vị trí trong đội hình xuất phát của Team Flash kể từ khi mà đội tuyển này nhận thất bại ở vòng đấu mở màn trước Spring Phantom. Thì sau đó ở vòng đấu thứ 2, Đạt Còi là người xuất hiện thay cho Gấu. Anh ta tiếp tục là người xuất hiện thay cho Gấu vòng đấu thứ 3 khi mà Team Flash họ có được chiến thắng nữa với tỷ số là 3-1 trước ZD trong trận siêu kinh điển của đấu trường danh vọng. Và bây giờ tiếp tục là sự xuất hiện của Đạt Còi. Có vẻ như người đội trưởng của Team Flash hiện tại đó là Gấu đang không có được vị trí chính thức của mình. Anh ta đang có màn thể hiện có thể coi là không đúng sức ở trong những vòng đấu đã qua và đang mất dần cái vị trí vào Đạt Còi. Dù vậy tôi vẫn nghĩ rằng đây là một lineup ổn dành cho bên phía Team Flash và việc Gấu dự bị cũng không phải là vấn đề gì quá lớn cả. Anh ta sẽ trở lại giống như cái cách mà Đạt Còi anh ta biến mất trong đội hình của Team Flash tại SWC và bây giờ thì anh ta quay trở lại tại đúng trường danh vọng mà thôi. Đồng ý, rõ ràng đội hình của Team Flash không có một người chơi nào gọi là người chơi dự bị cả. Một đội hình hoàn toàn có thể lắp ghép nhau một cách rất tốt. Và rõ ràng có thể là điểm rơi phong độ tại thời điểm này ở vị trí đi đường rồng thì Đạt Còi là người chơi xạ thủ tốt hơn nên ta được tín nhiệm hơn. Còn ở vị trí đường đơn tôi nghĩ rằng tại thời điểm này không có đối thủ với cả Ellie. Bởi chúng ta đã từng thấy một khoảng thời gian mà Ellie và Gấu đã từng tranh chấp nhau rất quyết liệt ở vị trí đường đơn Seja, nhưng những gì mà Ellie thể hiện có lẽ tại thời điểm này cái suất đánh chính dành cho Ellie gần như là chắc chắn. Còn có lẽ là Gấu sẽ phải vào trong những trận đấu mà tôi nghĩ rằng nó mang tính chất cần nhiều sự kinh nghiệm và cái tâm lý nó cần phải vững thì có lẽ người đội trưởng của Team Flash sẽ được đưa vào. Và tôi nghĩ rằng là chỉ khi trong tình huống cấp bách thì Gấu sẽ xuất hiện. Còn tại thời điểm này thì bộ khung của Team Flash vẫn khá tốt và nó vẫn phản động rất hiệu quả với việc là Đạt Còi có vẻ như đang chơi trong một phiên bản mà anh ta đang quá hợp với meta này. Chắc là như vậy. Với quân bài Violet đã được trọng dụng trở lại thì đồng nghĩa việc là Đạt Còi cũng có lại được đất diễn cho mình. Đó cũng chính là những gì mà tôi muốn nói, đây là meta mà có vẻ như Đạt Còi anh ta đang thích hợp hơn so với Gấu ở trong đội hình của Team Flash. Chúng ta nhớ rằng meta trước đây thì Ellie là người được thường lựa chọn để cầm xạ thủ và đi đường đơn. Nhưng bây giờ thì Ellie anh ta cho thấy rằng anh ta cầm ở một vị trí đấu sĩ và di chuyển khu vực đứng trên đường Seja cũng là cực kỳ ổn. Và đó là lý do mà Đạt Còi anh ta vẫn chơi tốt vị xạ thủ đi đường đơn. Anh ta cũng lấy luôn một vị trí chính thức của Gấu ở trong đội hình khi Gấu thường xuyên là người đảm nhiệm một vị trí đấu sĩ và đi cánh thủ. Nhưng ở phiên bản hiện tại chúng ta cũng thấy sự khác biệt là khá nhiều rồi. Đây tình huống mà Kê anh ta đang băng vào khá sâu khu vực của đỏ của ADC và có những tình huống móc váy quấy phá. Đây Sun anh ta vật Proe về phía sau, Proe đang lạc ở trong khu vực rừng của đối thủ rồi và chắc chắn anh ta sẽ bị dồn đam rất nhiều trong tình huống này. Anh ta sẽ là mạng hạ gục đầu tiên này. Trang lại ở đây thì Kê đang yếu máu và Kê mới là chiến công đầu và nó dành cho người có ngày sinh nhật vào hôm nay, đó là Sun Bách. Lạc Lạc là mạng thứ hai phải nằm xuống ở bên phía đội hình của IGP Gaming nhưng họ không lấy được mạng của Proe, như vậy là hai mạng nằm xuống bên phía của IGP Gaming. Rõ ràng tình huống trên là tình huống mà Kê là người chủ động tiến vào hàng ngũ đỏ trước đến từ Team Flash. Nhưng rõ ràng có một chút nghịch ngoạc nhau đó, nhưng Team Flash thì họ cũng ngay lập tức có mặt rất đông thành viên ở đó và sự hỗ trợ kịp thời đến từ ADC đã giúp cho bên phía của Team Flash có lợi thế khi khả năng đu bám đến từ Nakro là rất tốt. Với việc là ADC đang đạt cái đỉnh cao phong độ cùng với việc là anh ta đã cho thấy cái cách mà anh ta chơi Nakro tại những đấu trường thế giới nó là tốt là như thế nào thì bây giờ Nakro lại là một trong những quân bài đáng sợ nhất của ADC đến thời điểm này. Rõ ràng là với việc họ phải trải qua một trận đấu với một đội tuyển được coi là hàng đầu thế giới tại thời điểm đó đã giúp cho ADC có được một tâm lý tốt và cách mà anh ta chơi quân bài Nakro thực sự là đã giải tỏa được cái gánh nặng trên vai anh ta. Đồng chơi ý. Một cách vô cùng bay bướm. Spike với mạng chiến công đầu thì anh ta đang có lượng tiền là tốt nhất ở trên bản đồ vào thời điểm hiện tại. Món quà sớm dành cho Bách trong ngày sinh nhật của anh ta. Lúc này thì con rồng đầu tiên nó đã ra, nó đang được ăn bởi ADC và cùng với đó là Đạt Còi. Có cả Proe ở đây nữa thì sẽ có tiếng băng vào đến từ Enzo trong tay của Sun. Sun có bùa đỏ dưới chân và đang khá lực với con bé Enzo này. Ở vào thời điểm hiện tại thì Sun vẫn chưa phải nằm xuống trong tiếng giao tranh đầu tiên, mà những người phải nằm xuống đó chính là Lạc Lạc cùng với Vedes trong tay của KA. Như vậy con rồng đã được kéo ra và nó lại được ăn đến từ thành viên của IGP ADC.
ở phía sau hang rồng và anh ta có thể can thiệp bất cứ lúc nào. Đó là lý do mà IGP họ đang phải lui ở trong tình huống này rồi. Tiếp tục là đánh nhau ở trên hang bùa đỏ khi cây anh ta móc máy vào đây một cách khá chủ động. Nhưng một lần cây đã phục thoát được về rồi và không biết là anh ta có dám làm điều đó tiếp hay không. Rồi cây anh ngay lập tức ra hội quân cùng những người đồng đội của mình ở khu vực đường giữa. Anh ta liên tục có những tình huống di chuyển, có thể nói là tương đối là chủ động. Ở khu vực nửa trên bản đồ anh ta liên tục hướng khu vực bùa đỏ bên phía của Team Flash để lấy tâm lý, như là có những sự quấy rối nhất định lên con bùa đỏ đến từ Team Flash. Nhưng rõ ràng là những lần di chuyển của KA trong trận đấu này đang chưa phát huy được hiệu quả. Khi mà Team Flash đang liên tục có những bước di chuyển cho thấy rằng mình đã quá hiểu KA. Và tình huống đầu tiên trong hang bùa đỏ là một ví dụ điển hình. Tiếp theo là một tình huống mà có lẽ là KA cũng không gây được quá nhiều đột biến trong hang bùa đỏ. Tiếp tục một vòng rừng khá thuận lợi dành bên phía của Team Flash. Bên phía IGP Gaming đang có rất nhiều phù hiệu thánh thuẫn. Và rõ ràng cái việc là cả hai bên đều đang sử dụng nhiều phù hiệu thánh thuẫn như thế này thì đây sẽ là một đội hình cả hai bên hướng tới khả năng giao tranh cầu thành rất nhiều. Và Lạc Lạc số máu Lạc Lạc lên bảng đếm số trong cái này. Mạng của Lạc Lạc tiếp tục thuộc về Xuân Bách. Bây giờ là sự xuất hiện của KA từ bên hông. Trong khi đó thì đây là tình huống mà Xuân Bách bị yếu máu khá nhiều và anh ta có phải nằm xuống với cú bắn cuối cùng đến từ Daim. Puri anh ta đến hơi muộn một chút và Puri cũng sẽ phải lùi khi ở đây có đến 3 thành viên của IGP Gaming. Như vậy là đổi lại được một mạng ở gục gỡ gạc dành cho IGP Gaming. Và tiếp tục đến Sun, hiện tại anh ta là người chơi Enzo rất tốt tại thời điểm này. Những tình huống mà anh ta có mặt là hỗ trợ cho bên phía IGP Gaming rất tốt. Nhưng ADC tiếp tục đeo bám và không có đường lui cho Chubit. Chubit đã nằm xuống rồi khi mà anh ta không có chiêu gì để thoát đi nữa. Và đó sẽ là một mạng nữa dành cho bên phía của Ellie có thể lùi về tế đàn thành công trong tình huống này. Những cái trụ này nó đang mở ra. Xuân Bách là người lên để phòng thủ trụ. Trong khi đó thì Sun cùng với Perez ở trong tay KA đang cố gắng cào máu trụ càng nhiều càng tốt. Ở phía này thì đây anh ta đang bị tấn công. Đạt Còi có sự hỗ trợ đến từ thánh thuẫn, đúng hơn thì đó là thần quang, và những cú bắn anh ta có lượng sát thương khá lớn. Ở đây Sun đang bị tấn công vào bởi Ellie. Ellie quyết định là sẽ lùi lại khi mà có cả KA sẽ hỗ trợ cho Ellie nữa. Nhưng có rõ ràng là cái trụ khu vực đường trên không còn quá nhiều máu nữa. ADC tiếp tục một sự chủ động khó chịu của mình khi nó khiến cho hai thành viên IGP Gaming rất yếu máu và quay ngay lập tức khu vực hang bùa xanh. Chubit có vẻ như sẽ muốn tranh chấp, có lẽ là hơi khó tranh chấp thời điểm này. Tiếp tục một sự khó chịu, KA đang bị bọc đầu. Chubit đã ngửi thấy mùi nguy hiểm và phải lên hỗ trợ KA. Đó là cái long trời lở đất tốt, nhưng KA anh ta sẽ hóa hơi trong tình huống này, chay chang đây không. KA cuối cùng thì đã phải nằm dù đã kích hoạt được cái đội tại huyết xích của mình và tấn công vào cái trụ một khu vực đường trên thành công, lấy đi nó đến từ các thành viên của Flash. Họ có được trụ đầu và đang có một thế trận khá ổn. Lượng tiền tiếp tục được giãn cách cho Team Flash. Bây giờ con số đã là khoảng hơn 2.000 tiền rồi. Trong khi đó con rồng đầu tiên thì nó cũng đã được giải quyết cũng bởi Team Flash. Rồi và thậm chí là ADC đã có đến 2 điểm hạ gục. Xuân Bách cũng có đến 2 điểm hạ gục và rõ ràng đây một cây đây đẹp cho những sát thương chủ lực bên phía của Team Flash. Họ đang đánh thẳng vào cái cánh của KA rất nhiều và khiến cho KA vô hình chung đang khóa lại. KA những bước di chuyển của anh ta không còn quá tự ti như những trận đấu trước đó nữa, bởi Team Flash có vẻ như đã nghiên cứu anh ta khá kỹ và cái cánh của bên phía IGP Gaming đường trên đang gặp rất nhiều khó khăn. Đồng ý, cánh đó đang bị tấn công và rất nhiều, họ đang nhắm đến KA khá nhiều ở trong vài đấu này ở đây. Daim anh ta chắc chắn sẽ phải nằm rồi. Không, Daim thoát đi được với một lần ảnh biến của mình và có lẽ anh ta cũng đã mất luôn đi cho mình cái liềm, cái phép bổ trợ tử thần của anh ta rồi. Và Daim sẽ phải nằm trong tình huống này dù anh ta đã cố gắng để thoát về ở trong một cái bụi, nhưng ADC là người đã đánh hơi thấy điều gì đó. ADC. Vẫn là ADC, anh ta lấy thêm cái bảo của Lạc Lạc trong tình huống này. Như vậy là đã có triple kill dành cho ADC cú xuống kịp thời của Proe, nó sẽ giúp cho bên phía của Flash họ có lẽ sẽ lấy luôn được cái trụ này. Nhưng lựa chọn Flash đó là di chuyển đến cái trụ một khu vực đường giữa cho an toàn và họ đánh rất đúng bài ở thời điểm này. Đánh một cách quá kinh dị, đó là ADC có vẻ như cái cách mà anh ta chơi nam con đã vượt ra khỏi cái đẳng cấp của một người chơi đi rừng thông thường rồi. Anh ta có một tình huống bay bướm, khả năng di chuyển rất tốt và đây có một biến về nghĩ rằng là tương đối chủ quan. Khi anh ta dính chém đến từ ADC mà phải nằm xuống. Với việc là ADC có cho mình 3 điểm hạ gục con rồng này dành cho bên phía của Team Flash, và đây là một thế trận tôi nghĩ rằng là đè được họ rồi. Đang hoàn toàn khóa cứng được các vị trí của bên phía IGP Gaming và Lạc Lạc gần như anh ta không có đất nhiều, không quá nhiều đất diễn. Anh ta phải nằm xuống liên tục và anh ta phải nằm xuống đến 3 điểm hạ gục. Sun đã đu trúng một người của Xuân Bách. Xuân Bách sử dụng tốc biến để gần thoát đi khỏi cái tầm của cái tỏa liêm này và anh ta thoát chết một cách thành công. Sun anh ta không có được lượng tiền khá ổn khi đó mới chỉ là 2.900 tiền mà thôi. Những hy vọng của bên phía IGP Gaming giờ đây đang dồn hết vào Daim, người đang sử dụng cho mình quân bài HAT và đang cố gắng để lên full tốc đánh với cái giải du mục và kiếm phạm bia đã lên xong đến từ hai gia tên. Con bùa đỏ này nó bị kéo ra một cách khá khó chịu đến từ Proe và bây giờ Sun vẫn chưa thể có mặt để có thể ăn con bùa đỏ đó. Trong khi đó thì vẫn tiếp tục dấn vào khu vực đường giữa, một mình Bách đang khiến cho 3 thành viên của bên phía IGP phải khó khăn trong việc phòng thủ cái trụ của hai khu vực đường giữa này. Khả năng cao là Daim sẽ hướng đến cho mình món đồ có khả năng gây được sát thương chí mạng, tôi nghĩ rằng đó là cái thanh kiếm. Nhưng có vẻ như hành trình lên đồ của anh ta đang tương đối vất vả. Team Flash đang tiếp tục
thế này cực kỳ khó chịu. Rõ ràng là với cái liên tỏa đến từ Sun khi quay lại tình huống này đã, KA lại tiếp tục gặp khó khăn. KA lại quá nhanh vào đầu Minetting đến từ ADC, anh ta bị vật lại bởi đó là Sun, nhưng ADC có thể chơi được Sun trong thế này bất chấp ADC. Sun đang có mình nội tại và đang băng vào tận nơi để có thể lấy đi được cái mạng của ADC. Thực sự phát điên với con bài Dark Lord của mình, quá ghê. Bây giờ họ sẽ có cho mình thêm một đường siêu cấp nữa. Và rõ ràng là đây một thế trận nghĩ rằng là đang nghiêng về Team Flat rất nhiều. Họ đang hoàn toàn snowball đối phương và khiến cho đối phương gần như không được chơi trong trận xuống này. Ở cái liên tỏa đến từ Enzo có thể kéo được vào người Xuân Bách, nhưng Xuân Bách là Lyanna và anh ta rất cơ động. Chỉ với đơn giản là một lần biến ảnh hoàn hình và sau đó anh ta lướt đi thì dễ dàng thể thoát khỏi cái tầm lật đến từ Enzo. Và rõ ràng là Free đang cho thấy một sự tự tin quá mức của mình. Anh ta băng vào ngay lập tức là ICP Gaming không dám lên phòng thủ. Và có lẽ đây một thế trận tôi nghĩ rằng là khó rồi, khi tại thời điểm này lượng tiền chênh lệch đã là 8.000-9.000 tiền, quá nhiều rồi. Và bây giờ thì con tờ được diễn ra sớm muộn nó cũng sẽ được giải quyết bởi các thành viên bên phía của Team Flash mà thôi. Chúng ta nghĩ rằng HTVC ICP Gaming có thể sóng sánh với Team Flash ở trong trận đấu này khi mà họ đang là đội tuyển đứng đầu trên bảng xếp hạng. Nhưng thực sự khi theo dõi những phút đầu tiên của bán đấu thứ nhất thì rõ ràng là ADC anh ta đang có một cái điều quá khủng khiếp. 6-0-2 với những tình huống băng vào tận nhà chính của đối phương khi mà thời gian mới chỉ trôi qua được khoảng hơn 8 phút mà thôi. ADC đã có những pha xử lý phải nói là quá húng rồi. Chúng ta thấy rằng là anh ta vượt trội rất nhiều so với HTVC ICP Gaming. Thôi anh ta dính hỏa trận, dính hỏa hoạn nhưng vẫn còn lượng máu ADC tiếp tục là băng vào với cơ mình quyết. ADC không hất tung được ai, anh ta quay trở lại ăn cho mình con bùa đỏ này một cách khá dễ dàng. Rất khó là ICP Gaming tại thời điểm này khi mà liên tục những cú băng vào đến từ ADC thôi, nó chỉ mang tính chất cấu máu nhưng nó đủ khiến các thành viên của ICP Gaming không dám đánh để phản công lại. Và bây giờ sẽ là một thế chủ động hơn, không dám can thiệp. Và đây sẽ là con tà thuật. Tôi nghĩ rằng 100% là Team Flash đang có dấu hiệu di chuyển đến các thành viên của ICP Gaming. Di chuyển bây giờ là quá muộn và có lẽ đây sẽ là một tình huống tổ chức giao tranh đến từ phía Team Flash. Họ đang muốn ép đánh tình huống này. Khu vực đường dưới tiếp tục là thế đẩy lính lên khó chịu đến từ Ellie. Thời điểm này có vẻ Lạc là người yếu nhất bên phía của ICP Gaming khi anh ta đang không có được cho mình một tuổi thơ êm đẹp. Anh ta phải nằm xuống quá nhiều để mà ngủ. Và hiện tại thì cái KD anh ta tương đối là xấu. Roy tiếp tục lao lên khu vực phía trước để có thể quấy rối đến ICP Gaming. ICP Gaming đang mất đến 4 thành viên để có thể đẩy lính ở khu vực đường trên để khiến cho lính không thể chạm được trụ siêu cấp. Có lẽ Team Flat đang chờ cơ hội. Trước mắt là họ sẽ đẩy lính lên cao, sau đó sẽ thả rồng. Khi con rồng xuất hiện thì họ sẽ bắt đầu một cú combo và có thể là Ellie với Long Chiếu mình ta sẽ là người mở đó. Là Long Chiếu lửa đất khá đẹp mắt đến từ Chobit và họ cũng sẽ giải quyết được những con xe lính này. Chobit anh ta đang ra khá cao. Đó là pha băng vào của DC. Anh DC không thể lấy mạng được Chobit trong tình huống đó, như con rồng thì nó đang nhả vào cái trụ khu vực đường dưới và nó sẽ lấy được cái trụ khu vực đường dưới này. Ở DC anh ta băng vào, có cả Long Kiếm đến từ Airi nữa và sứ mệnh cứu thuế Proi hạ xuống tấn công một cách sát thương chủ lực bên phía ICP Gaming. Và Flash đang hủy diệt đối thủ của mình, họ sẽ có trận đấu này. Cả Xuân Bách cũng đang có mặt ở đây về nhà chính của ATVC ICP Gaming nổ ở phút thứ 10-25. 1-0 dành cho Team Flash tương đối dễ thở. Không có quá nhiều những tình tiết gọi là nổi bật trong trận đấu này của ICP Gaming và Team Flash. Team Flash thể hiện rằng mình là một đội tuyển mà rẽ ra vị trí thứ nhất phải là của họ. So với cách mà họ chiến đấu với cả Swing Phantom và so với cách mà họ đấu với cả ICP ở ván đấu vừa qua thì đây là một thế trận thực sự quá áp đảo. Và tôi nghĩ rằng đây một thế rất khó là những ICP Gaming khi ở ván đấu đầu tiên thì bên phía Team Flash đang hoàn toàn tất tay. Đặc biệt là với ADC, rõ ràng là ADC đã vượt qua đẳng cấp của một người chơi đi rừng gọi là thông thường tại đấu trường danh vọng rồi. Anh ta có tình huống băng vào với quân bài Nakroth vô cùng dũng mãnh. Và hiệu quả đạt được là chí để ICP Gaming phải lo nghĩ. Ở ván đấu thứ nhất thì họ cấm chủ yếu vào vị trí đến từ Ellie. Và vô tình chung thì họ lại hở ra một những cái vị tướng đi rừng nó quá mạnh cho cho bên phía Team Flash, cho ADC. Có vẻ như là lần này thì ICP Gaming sẽ phải nghĩ lại những lượt cấm của mình. Nhưng trước mắt họ sẽ bị lỗi đi một lượt cấm, họ sẽ phải cấm đi Hayate. Đồng ý, Hayate đã xuất hiện trong tay của Daim và nếu đầu tiên rồi và đó là một thất bại dành cho ATVC ICP Gaming. Họ cấm đi vị tướng thứ hai đó chính là Dasi, vẫn nhắm đến là Dasi ở trong tay của ADC. Họ luôn có một sự tôn trọng dành cho ADC ở tất cả lượt cấm của mình. Flash họ đã cấm đi Sephira và lượt cấm thứ hai Flash sẽ là ai đây, chúng ta cũng chờ xem có phải trợ thủ tiếp hay chăng đó là một ban Doom hay không, khi mà ICP Gaming sẽ có lượt pick đầu tiên và ban Doom vẫn đang trợ thủ có khả năng đảo ngược tình thế tốt bậc nhất ở thời điểm hiện tại và tại meta này. Rõ ràng rồi, ở ván đấu thứ nhất thì Team Flash cũng cấm đi Sephira và đó là cả ba Doom nữa. Nhưng lần này Team Flash đang mất hơi nhiều thời gian để suy nghĩ, có lẽ là thay vì cấm vào Chobit họ đang nghĩ đến những giải pháp khác. Có khả năng là sẽ cấm khá nhiều vào Sun cũng nên, bởi không, rõ ràng họ vẫn cấm Chobit nhưng Chobit, không thay vì ban Doom thì họ lại cấm đi đó là Timmy.
Vì rõ ràng là Pro E không có một sự giới hạn nhất định về lượng tướng. Anh ta thể chơi gần như là toàn diện tất cả các vị tướng trợ thủ đến thời điểm này. Nên kể cả Team Flash đã cấm đi những vị tướng như thế này thì rõ ràng là Pro E vẫn còn rất nhiều những quân bài mà anh ta có thể chơi được. Còn bên phía của IGP mình buộc phải là chọn ngay vào ba Doom dành cho Chobit. Chọn ba Doom có nghĩa sẽ hở ra là Enzo trong tay của ADC. Hình như là ADC chưa đánh Enzo ở mùa giải này. Và chúng ta với những gì đã chứng kiến ADC đã làm với những vị tướng mà có vẻ như anh ta chưa chơi thì đều thấy là rất ghê. Ví dụ như Nakroth tại AWC chẳng hạn. Ở Nakroth thì ở những cái trận đấu giai đoạn mùa đông 2018 thì anh chàng ADC này chơi cũng không quá ấn tượng. Nhưng cái chính là ADC chỉ khi mà anh ta có những màn tập luyện, anh ta cảm thấy được rằng anh ta chơi một cách thông thạo thì anh ta sẽ đưa vào. Tôi nghĩ rằng đó là một ý thức tốt đến từ ADC. Anh ta cần một khoảng thời gian để tập luyện. Và Enzo cũng là vị tướng mà ADC cũng phải tập luyện khá nhiều trước khi đem vào trận đấu này. Nhưng tôi nghĩ rằng khả năng cao Enzo sẽ chưa phải sự lựa chọn mà ADC hướng tới, ít nhất là tại thời điểm này. Trước mắt sẽ là chọn cho Ellie trước đã với quân bài Florentino. Và lựa chọn tiếp theo nó sẽ dành cho Xuân Bách. Thực ra ở phiên bản này chúng ta cũng thấy là Tulen xuất hiện không nhiều như trước nữa. Và chọn Tulen sớm như thế này thì tôi cũng không nghĩ đây là một lựa chọn nó gọi là quá mắc binh dành cho bên phía của Team Flash. Ở lần đi chợ đầu tiên của họ, họ hoàn toàn có thể hướng đến vị tướng khác để đi đường ổn hơn. Có thể đó là một vị tướng như là Yena chẳng hạn, hoặc như chúng ta cũng đã phân tích có thể lấy Enzo để xem ADC có thể chơi Enzo như thế nào. Nhưng đó sẽ là Tulen dành cho Xuân Bách. Xuân Bách trong ván đấu đầu tiên anh ta cầm cho mình con bài Liliana, và ván đấu này thì đó sẽ là Tulen. Sẽ có hai lựa chọn tiếp theo dành cho bên phía của IGP Gaming, và vẫn còn mở ra khá nhiều những lựa chọn dành cho đội tuyển này nữa. Họ có thể nhắm ngay đến một xạ thủ ví dụ như là Theonas hoặc là Van Heen chẳng hạn. Van Heen. Nhưng trước mắt thì Tulen cũng là một trong những con bài mà Xuân Bách gọi là mắc tâm. Anh đẳng cấp của anh ta khi chơi con bài Tulen này, tôi nghĩ rằng anh ta là số 1 Việt Nam ở thời điểm này. Nếu như không muốn nói đến một người chơi khác là Black One. Có vẻ như Black One thời điểm này thì đã mất tích từ một khoảng thời gian nào đó rồi. Và bây giờ thì có lẽ chỉ còn một mình Xuân Bách mà thôi. IGP Gaming lần này thì đã có Richter và thêm vào đó là cả Phoenix dành cho Daim. Có vẻ như hai đội tuyển đều đang phô diễn tất cả những vị tướng mình có thể chơi tốt được. Không có quá nhiều toan tính nhưng IGP Gaming vẫn muốn tất tay trong ván đấu thứ hai này. Nếu như ván đấu này họ tiếp tục có một thất bại thì đấy sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái bể tướng mà họ sử dụng, bởi ván đấu thứ nhất họ đã mất khá nhiều sự lựa chọn mạnh. Ván đấu thứ hai này thì cả ba quân bài mà IGP lựa chọn rất tại mạnh. Giai đoạn cấm chọn đầu tiên đều là những quân bài mạnh trong meta. Điều đó khiến cho bên phía của IGP Gaming mới là những người họ buộc phải chơi một cách tập trung, họ buộc phải có cho mình một sự hiệu quả khi chơi những quân bài này nếu không muốn để mất cho mình thêm những lợi thế. Team Flash thì tôi cảm nhận được rằng đang là những quân bài thuận tay trước đã. Còn Ellie tôi nghĩ rằng là tại thời điểm này tôi chưa thấy anh ta chơi tệ một quân bài nào cả. Đồng ý là chúng ta chưa nhìn thấy là Ellie anh ta bị kiểu fit hay là bị phế trong một ván đấu nào. Kể từ AWC 2019 đến thời điểm hiện tại thì anh ta vẫn quẩy rất ghê. Và sẽ có Enzo trong tay của ADC. Chúng ta đã nhắc đến Enzo rồi, và đây là lần đầu tiên mà ADC sẽ sử dụng cho mình vị tướng này, Enzo. Một gương mặt rất cool ngầu, và không biết là ADC ít ra là kiểu tóc anh ta cũng gần giống Enzo, nhưng mà phải công nhận là Lạc Lạc mới là người có kiểu tóc giống Enzo nhất cho đến lúc này. Đầu nấm Hàn Quốc xong mái bằng tóc trắng. Nhưng tại thời điểm này thì Lạc Lạc thì cũng không nhuộm tóc nữa. Mà bây giờ anh ta quay trở về một mái đầu khá là chân xinh. Chân phương một mái đầu đen óng mượt. Có vẻ như các đội tuyển ở khu vực miền Nam, các đội tuyển ở top dưới ở mùa giải này họ sử dụng Enzo một cách thường xuyên hơn và thông thạo hơn. Có vẻ như vì họ có khoảng thời gian để nghiên cứu về phiên bản này và tập nên luyện. Họ có thời gian để tập luyện về Enzo. Có những đội tuyển như kiểu dạng ZD hay Team Flash thì họ gần như là rất ít khi sử dụng quân bài này. Vì họ chưa có thời gian tập luyện. Và đây sẽ lần đầu tiên mà ADC đem quân bài Enzo ra tại một trận thi đấu chuyên nghiệp. Và tôi nghĩ rằng nếu như anh ta có màn thể hiện tốt thì các đội tuyển còn lại ở những vòng đấu sau thực sự rất đau đầu. Lo dần là giải mã cái bài toán Team Flash này, khi mà cấm vào Ellie thì sẽ hở ra cho Xuân Bách này, rồi hở ra cho ADC. Tôi tính ra thời điểm này mắt xích quan trọng nhất bên phía Team Flash tôi gần như không thấy một yếu điểm nào cả. Có chăng là có đặt còi thì còn có thể có được cách khắc chế, nhưng bốn vị trí còn lại thì gần như đang đạt một sự toàn diện về mặt chất tướng. Đồng ý. Và thực ra Xuân Bách hiện tại anh ta cũng chơi đường giữa, không theo kiểu là anh ta lấy quá nhiều tài nguyên của anh ta thiên về kiến tạo đúng không? Của đồng đội nữa, mà anh ta thiên nhiều về kiến tạo hơn. Ở ván đấu trước thì chúng ta cũng thấy là lượng tiền của Liliana cũng theo tôi quan sát thì là rất ít, thậm chí chỉ nhiều hơn so với trợ thủ
của Team Flash là Pro E mà thôi. Còn lại thì Liliana anh ta có một lượng tiền không ấn tượng, nhưng anh ta vẫn có thể tạo ra những tình huống rất khó chịu với cách chơi của mình. Rõ ràng là cái tầm ảnh hưởng của Bach ở trong đội hình của Team Flash nó vẫn đang là cực kỳ lớn, và cái tác dụng mà anh ta mang đến những người đồng đội của mình nó không chỉ ở việc anh ta kiến tạo, mà anh ta còn có một lượng tài nguyên để từ đó Ellie anh ta có thể được nuôi hoặc là ADC có thể được nuôi. Anh ta chính xác là một trong những người caller đi, hay là những người make play trong những pha giao tranh của Team Flash. Ở LEC 2019 anh ta có những trận thi đấu với quân bài Rat này, lượng tiền anh ta luôn luôn là thấp nhất, thậm chí là thấp hơn cả Pro E cơ. Nhưng những tình huống mà anh ta đá, những tình huống mà anh ta lao vào đá và đấm, sau đó sử dụng những cái combo của Rat, nó lại vô hình chung giúp cho cái giao tranh tổng bên phía Team Flash nó đẹp mắt này. Thứ nhất là nó tạo đi hiệu quả cao và hiệu quả trong tình huống bắt lẻ. Thì rõ ràng là tại thời điểm này phong cách chơi của Xuân Bách vẫn như vậy, anh ta không còn là một phong cách chơi gánh team ở khu vực đường giữa nữa, mà anh ta đang thiên nhiều hơn về việc là kiến tạo cũng như làm nền để cho những người đồng đội của mình có được một khả năng xanh tốt nhất. Đặc biệt là những người chơi được đánh giá là gánh team tại phiên bản này như kiểu xạ thủ hay thậm chí là người chơi đi rừng là ADC nữa. Hiện tại thì ADC là người chơi mà tôi nghĩ rằng đang có khả năng gánh team cao nhất về phía Team Flash. Đã cuối cùng cũng có sự lựa chọn, đó là điêu thuyền. Điêu thuyền này có vẻ sẽ ở trong tay của Pro E hay chăng? Điêu thuyền có lẽ sẽ đi chợ thủ. Đúng, cái đóng băng của con bài điêu thuyền này hoàn toàn có thể đi chợ thủ được. Nhưng mà đây là một đội hình tôi nghĩ rằng tương đối mỏng cơ. Sáng nay tôi có đánh một trận hạng thì đội bạn có điêu thuyền đi chợ thủ. Trận đấy đội tôi cũng toang. Trận lúc nãy thì tôi có đánh với cả anh Hoàng Sơn một trận đánh với cả vị tướng này. Và đây thì đó là trận điêu thuyền đầu tiên của tôi. Hôm qua tôi mới đổi được vị tướng này thì Enzo thì trong tay anh Hoàng Sơn. Và đó là một Enzo với một KDA là 27. Còn tôi thì như tôi nhớ không nhầm, như tôi là MVP bại của trận đấu đó thì phải. Thôi bỏ qua đi và chúng ta sẽ đến với điêu thuyền của Pro E để xem là Pro E sẽ sử dụng vị tướng này ở vị trí trợ thủ nó sẽ là như thế nào. Anh ta sẽ là người cần phải hỗ trợ cho Theonas ở trong tay của Đạt Còi. Điêu thuyền thực ra vẫn có khả năng khống chế cực kỳ ổn và hoàn toàn có thể đi trợ thủ. Thực ra ở những phiên bản trước đây chúng ta cũng đã nhìn thấy điêu thuyền ở vị trí này rồi, chứ không phải là không. Nhưng phiên bản này thì với việc tăng tiến sức mạnh thêm nữa thì điêu thuyền xuất hiện nhiều hơn cả ở khu vực đường giữa lẫn khu vực trợ thủ. Tăng tiến sức mạnh thì đúng là có, điệu hiệu quả thì đúng là có, nhưng đem vào vị trí trợ thủ tại một trận thi đấu chuyên nghiệp thì tôi nghĩ rằng đây một lựa chọn tương đối mạo hiểm. Pro E đã từng có những sự mạo hiểm. Rat là một trong những quân bài mà tôi nghĩ rằng là đã có một khoảng thời gian mà Rat trong tay của Pro E bị chôn khá nhiều. Khi mà đó là màn thi đấu mà anh ta chơi trợ thủ đúng không? Đồng ý. Tôi nhớ không nhầm như đó là trận đấu với TTN. Anh nhớ đúng đấy. Và trận đấy tôi nhớ nhầm là họ thua trước TTN. Và TTN là đội tuyển duy nhất đánh bại được Team Flash tại mùa giải trước. Tại mùa giải này chúng ta có Suy Phantom. Mà thôi, chúng ta sẽ không nói đến cái vế sau, bởi là giai đoạn TTN vẫn còn diễn ra. Và chúng ta chưa biết được rằng là liệu Suy Phantom có thể mắc phải sai lầm đến TTN hay không. Nhưng trước mắt chúng ta bước ngay vào bàn đấu thứ hai giữa IGP Gaming và Team Flash. Một tình huống thế mà có lẽ là IGP Gaming đã bớt chủ động hơn. KA không còn có những tình huống quá thăng hoa ở khu vực bùa đỏ nữa. Nhưng lần này những người chủ động lại là bên phía của Team Flash, và mất đến tận 3 thành viên của bên phía IGP Gaming để đảm bảo được an toàn cho Sun. Team Flash họ di chuyển khu vực bùa đỏ của đối thủ và nhìn thấy khi mà Sun anh ta đã chọn cho mình việc ăn bùa đỏ trước thì họ quyết định là sẽ lui, bởi họ biết rằng chắc chắn sẽ có những sự hỗ trợ đến với Sun ở trong tình huống anh ta ăn bùa đỏ. Còn đây tỷ lệ thắng thuê với Victor đó 100%. 100% thì liệu không biết rằng là KA có giữ được cho mình tỷ lệ thắng này hay không đây. Khi mà đối thủ của anh ta chính là bên phía của Team Flash, nhưng tạm thời thì anh ta đang có khả năng trao đổi chiêu thức có vẻ là tốt hơn so với Ellie, khi mà Ellie đã buộc phải trở về nhà để hồi máu rồi. Rõ ràng là khi mà Frantino tung phun hoa trượt nên hoặc là anh ta không có những phun hoa thì sát thương đến từ Richter, với những lần anh ta nấp bụi anh ta sử dụng cho mình cái nội tại kiếm đỏ, sau đó băng vào anh ta chém sát thương nó rất là nhiều hơn và sẽ có lợi hơn cho KA trong những tình huống trao đổi được. Bách đang thiệt máu khá nhiều trong tình huống trao đổi chiêu thức của khu vực đứng giữa. Anh ta cũng cầm cho mình cái huy hiệu đó là thần quang để cho những cái cú cấu máu của Bách có thể được mạnh mẽ hơn. Pro E đã cầm cho mình nhưng quay trở lại. ADC bị bốc. Đây là tình huống ADC có lẽ người phải lên bảng đếm số, và KA là người có mạng hạ gục đầu tiên ở trong ván đấu thứ hai này. Tốt đến chơi IGP Gaming họ tập trung ngay lập tức khi Pro E đang mất đi tầm nhìn để kiểm soát để bảo vệ cho ADC, thì bây giờ IGP Gaming bắt lẻ vào người ADC và tiếp theo sẽ là Ellie. Là người tiếp theo phải nằm, đó là cái lốc siêu thanh ném rất chí nó khép tóc Ellie trong tình huống đó. Và bây giờ thì có đến 4 mùa dành cho bên phía của IGP Gaming ở trong giai đoạn đầu của trận đấu này. Họ hoàn toàn thể hướng đến cái trụ một khu vực trên, nhưng thay vì đó thì họ lại đánh một cách hơi máy móc một tí khi lại ăn cho mình đó ra thì cái tên lính đó tôi nghĩ là cũng chưa đủ sức để cho IGP Gaming có thể lấy được cái trụ đó. Trước mắt thì có vẻ như Chobit bị cấm đi Badum là một đối sách đến từ Team Flash, và tôi đã hiểu vì sao mà quân bài Badum này bị cấm trong tay của Team Flash ở ván đầu thứ nhất rồi. Những cú bốc đến cho Chobit là rất hiệu quả và anh ta đã bắt được vào Ellie cũng như là ADC.
nên nhớ rằng là Fury đang cầm cho mình cái cả lợi và hại, lợi và nghĩa là anh ta sẽ có được cấp độ 2 ở những giai đoạn đầu tiên. Ừ. Nhưng tại thời điểm này thì có lẽ con bài điêu thuyền không khi cầm cho mình cái cả lợi và hại nó không còn quá nhiều tác dụng nữa. Nó chưa ổn lắm rồi, khi mà trong pha giành chiến đấu đầu tiên thì bên phía của Team Flash mới đang là những người được chỉ sự thiệt thòi. Và sau đó giờ thì tôi cũng mới hiểu tại sao họ lại không tấn công vào cái trụ khu vực đứng trên, họ hướng đến cho mình con rồng đầu trước. Đó cũng là quyết định ổn, bởi lẽ con rồng đầu đã được ăn một cách cực kỳ là thành thạo đến từ Sun. Anh ta kéo con rồng khá xa, thả một cái lốc siêu thanh và sau đó thì vẫn ăn được con rồng một cách rất là thoải mái. Nghĩ rằng đó là một sự lựa chọn tương đối khôn ngoan, thay vì dành quá nhiều thời gian ở khu vực đứng trên thì ngay sau khi lấy được cái mạng của Ellie thì tập trung ra để có thể có cú bóp bay đi. Wow, và đó là bước sau bằng tạo ra ADC ta một lần nữa phải nằm xuống trong tình huống này, con bùa đỏ nó cũng mất luôn đi, và đây là một thế trận mà IGP đang khiến cho tất cả phải bất ngờ. Tôi cảm giác là có một sự cay nhẹ đến IGP hay chăng. Ủa? Khi mà họ liên tục có những cú bốc và đánh thẳng vào người của ADC. 0-2-0 đến từ ADC rồi, và Ellie anh ta đang đứng đấy này, anh ta tấn công một người KA nhưng ở đây có cả Sun. Ok, tốc biến lên tấn công với Ellie, KA sẽ lên được mạng của Ellie trong tiếng này một lần nữa. Qua bao trùm của KA, anh ta có lùi lại được không đây? Anh ta lùi được, cố gắng để lết về và lết về thành công đến từ KA. Quá bất ngờ, và họ có luôn cả trụ một khu vực đường trên nữa. Một thế trận mà IGP đang khiến cho Flash phải tối tăm mặt mũi ngay trong những phút đầu tiên. Nên nhớ rằng là KA với quân bài Richter này tỷ lệ thắng của anh ta đang là 100%. Và có vẻ như tại thời điểm này thế trận đang ủng hộ cho anh ta. Liên tục có những tình huống bắt thẳng vào ADC đến từ phía IGP Gaming. Một tình huống thi đấu tương đối là khó chịu và khiến cho ADC bây giờ anh ta đang khá thọt so với cả Daim. Daim hiện tại thì với cả Sun. Sun hiện tại anh ta đang có 202. Một cây DA tương đối đẹp và có 2.001 tiền, trong khi đó thì Enzo chỉ có 1.006 tiền và một mảnh của kiếm truy hồn mà thôi. Khó khăn dành cho bên phía của Team Flash, họ đang bị dồn ép khá nhiều, đặc biệt là khu vực hang bùa đỏ, khi mà IGP Gaming đã có hai pha liên tiếp họ tấn công một cách rất triệt để vào khu vực bùa của ADC, và bây giờ thì anh ta có cho mình con bùa xanh. Có lẽ ADC chưa có cho mình bất kỳ một con bùa đỏ nào ở trong ván đấu này. Khổ. Và bây giờ thì tiếp tục đánh vào bùa đỏ, ADC bắt đầu có cú kéo nhưng ngay lập tức phải lui về. Chobit đang tiếp tục gây khó chịu, và Chobit như một bức tường thành, anh ta chỉ cần có bốc thành công thôi là ngay lập tức hàng loạt tấn sát thương sẽ được nhồi vào. Đặc biệt lạc lạc đang có lượng sát thương rất khó chịu, anh ta có bướng mảo thả ra và thả về, sau đó là bướng sao băng dứt điểm đối phương là rất nhanh chóng. Đàn còi không cướp vào chuẩn bị con rồng, và con rồng tiếp tục trong tay của IGP Gaming. Đây là một thế trận mà có lẽ là IGP Gaming đang bắt đầu lấy lại được một phong độ rồi, khi mà họ đang có những tình huống bắt lẻ tương đối là thành công. Rất đau đến từ lạc, cú cấu máu nhẹ mất đến gần 2.000 máu của Bách. Ở đây thì đang có cú cuối đến từ Maja trong tay của Daim. Đây là cái địa giam của Chobit đã phải sử dụng cho mình, tốc biến đến từ đàn còi và sau đó hỗn mang tiện tốt thì chúng cả hai người, và phòng thủ thành công trong pha này. Những lạc cũng đang xuất hiện ở đây và sẽ là những áp lực tiếp theo đẩy lên khu vực trụ một, khu vực đường rồng. Còn ở đây thì Ellie đang cố gắng để lùa KA, nhưng Ellie không biết rằng Sun cũng đang có mặt ở đó, và nếu như dấn quá sâu anh ta có thể sẽ gặp một tình huống phản công. Phản công, Chobit bắt đầu bốc, không bốc được. Rất khó chịu, Broly đủ tỉnh táo để biết được rằng Chobit sẽ có tình huống rình ở trong mũi. Và nếu như có là cú bốc thành công thì chắc chắn là cái mạng Broly không giữ được, và cũng sẽ không giữ được mạng của đàn còi, bởi anh ta đã bắt thông biến từ trước đó. Bật lốc xương thanh để phòng thủ cây KA. Cây hiện tại có vẻ như bắt đầu gặp khó khăn trước Ellie rồi. Ừ. Tại thời điểm này thì có lẽ là với sự hỗ trợ từ Sun, với lợi thế và họ vẫn giữ cho mình cái trụ của đường trên thì có lẽ không có quá nhiều khó khăn và nguy hiểm đến cây ấy. Cho đến lúc này thì đối thủ trong tay Broly đang giữ mạng khá tốt, chưa phải nằm lại một lần nào cả, mặc dù bên phía của Team Flash đã có 4 lần họ phải nằm lại rồi. Điều thuyền đang lên cho mình cái phong thạch, cái phong đá để sau đó có lẽ sẽ nhận được một lần cái đồ phong thần. Nghĩa là sẽ là một là nhận, hai là lệnh bài. Nhẫn hoặc lệnh bài. Tại vì bên phía của IGP Gaming có lẽ sẽ lên nhẫn nhiều hơn. Cũng nghĩ vậy, tại vì họ rất e sợ gọi là dịch dập đến từ ba đường, ép đường đến từ IGP Gaming. Và đây thì Koi anh ta đang bị kẹt lại, anh ta là điêu thuyền, anh ta có lùi được không đây? KA đang dí theo điêu thuyền, phòng thủ khá hay khi mà anh ta đặt cho mình cái chiêu đóng băng ở ngay dưới chân. Và tiếp tục là IGP Gaming họ tấn công vào trụ một, khu vực đường giữa, họ sẽ có được nó theo một thế đẩy cực kỳ là thuận lợi. Khu bữa hàng của lạc đang khép góc khá tốt cho thành viên bên phía Flash. Rất khó chịu, tiếp tục lập tình huống mà KA là người chủ động, ICP đang là những thành viên chủ động. Hiện tại lượng tiền đã rơi vào đổ khoảng độ hơn 3.000 tiền dành cho bên phía của ICP Gaming. Và tại thời điểm này thì chưa thấy một tình huống nào gọi là có thể chứa được cũng như là có thể tái được giao tranh đến bên phía của Team Flash. Họ gần như bị đè đường bởi ICP Gaming và những cú bốc đến cho biết thực sự vẫn rất khó chịu. Là rất khó chịu, và đây sẽ là những tấn công tiếp theo đang quyết tâm để lấy bằng được cái trụ hai phía trên, là họ sẽ khó được nó và mở ra con tàu ra khi mà chỉ còn vài giây nữa là nó sẽ xuất hiện. Mà thôi, ở đây ADC cùng với Daim đang solo với nhau, nhưng Daim anh ta có quay cực kỳ khó chịu đi, cây anh ta bốc biến lên trong tiếng này, nhưng ADC đã về được rồi. Tình huống mà cây anh ta hơi chậm một tí trong cái nhịp tốc biến của mình, và cây rất khéo, anh ta né được hai lần đóng băng đến từ Broly, và liên tục tình huống né đóng băng thành công đến từ cây.
tổ lái khá ổn, Proe đã phải lên cho mình cái nhẫn thạch rồi, bởi rõ ràng là những cái khả năng gọi là nấp bụi đến từ Badum và KA thực sự sẽ là dồn sát thương và bắt lẻ rất khó chịu, nên ta buộc phải lên cái nhẫn để có thể bảo kê được cho người sản thủ của mình, đó là đặt còi. Bây giờ thì vấn đề của bên phía TeamFlash đó là cần phải nuôi lớn được đặt còi. Đặt còi đang có 3.800 tiền, vẫn là số tiền ổn nhất mà những thành viên bên phía TeamFlash đang có. Anh ta cũng đã có một trang bị để gây ra được sát thương chí mạng, đó chính là cái kiếm rồi trước đó thì đây là cái giày tốc đánh dành cho Tel'Anas. Dù vậy thì vấn đề của TeamFlash đó là có nuôi được đặt còi thêm quãng thời gian nữa không, khi mà bây giờ là phút chuẩn bị thứ 8. HP Gaming có lẽ họ sẽ sớm thôi hướng đến cho mình con tà thần Seiza này và sẽ thả dầu một cái đường nào đó, họ sẽ có một đường. Nói chung cách chơi họ sẽ là tiếp tục với giá liên tục tiếp thôi. tiếp tục mất cho mình con bùa đỏ lần nữa, đó là ADC. Bên phía của IGP Gaming hiện tại thì KA đang có đến 4.700 tiền, nhưng so với cả Eli thì đó chỉ là 3.200 thôi. Rõ ràng là thời điểm này với việc chỉ có cho mình một cái thương xuyên phá thì Eli không có nhiều sức để có thể giao tranh lại được với KA từ thời điểm này. Và phút thứ 8, IGP Gaming là những người chủ động hơn ở trong hàng Seiza. Họ có cho mình một người có khả năng gây sát thương tốt, đó là Fennec. Nên ăn con Seiza này tôi nghĩ rằng là nhanh thôi. Chobit đứng dịch, Chobit đứng chấn thủ, và tôi nghĩ với sự xuất hiện của Badum thì sẽ không có tình huống can thiệp mà Team Flash không biết. Đoán rằng là họ sẽ đủ thông minh để biết được rằng là IGP Gaming đã khởi động con tà thần, nhưng không có sức đánh đến từ Team Flash. Ừ, triệu tình người đã được lên xong đến từ... Lật ADC. Đây là tình huống mà đây ADC phải nằm xuống, anh chàng này ADC mới là người nằm xuống trong hoa. Wow. Anh ta lấy được mạng của Daim và anh ta có thể thoát đi được khi mà nội tài của ADC giúp cho anh ta có được một lượng tốc chạy sau khi hạ gục đối thủ. Nhưng cuối cùng thì có đến hai người của bên phía IGP đuổi theo, với ADC cuối cùng chỉ câu kéo một đoạn thời gian mà thôi. Nhưng anh ta cũng đã hạ gục được cái mạng của Daim. Nghĩ rằng đó là một tình huống khéo léo đến từ ADC. Anh ta đã cố gắng dưỡng sức và đã kịp thời đổi mạng 1-1 thành công. Các thành viên IGP Gaming có vẻ hướng đến khu vực đường trên, ăn con dây quỷ này, sau đó sẽ đẩy lính ở khu vực đường trên. Ellie cũng đã kịp thời biến về và anh ta tiến xuống khu vực đường dưới để giải tỏa được lính mà KA vừa đẩy lên. Tiếp tục sẽ phải một kèo, tôi nghĩ rằng sẽ là solo kill giữa IGP, KA cũng như là Ellie. KA đang đứng dinh góc và đặt còi đi lẻ, đặt còi đi vào trong bụi là anh ta có thể bị dồn sát thương. Chính xác, anh ta có thể dính ngay một cái ADC! ADC dính kiếm của KA, ADC bị dồn khá nhiều sát thương nhưng phun hoa đến từ Eli đó, phun hoa chính xác. Và KA mới là người phải nằm ở trong tình huống này, đó là mạng mà đặt còi là người đã hưởng lợi. Dính dập nhưng người bị dính dập mới là người phải nằm xuống và KA đã phải trả giá. Một tình huống mà có vẻ như đã có sự tỉnh táo đến Team Flash. Hiện tại thì mới chỉ chết lẻ đi một mạng là KA mà thôi, nhưng với cái Versa băng này thì khả năng ép đến từ IGP Gaming là rất tốt. Chưa kể chỗ Bit còn bị địa giam nên số bách cũng không thể nào phòng thủ được, không thể đứng lên dọn lính được. Và nên nhớ rằng Versa băng của QC bây giờ cũng có lượng sát thương rất lớn rồi. Khi qua Ellie đã có cho mình cái triệu phun đồ, Ellie phải nằm qua này là cái chắc khi có đến 3 người đầu. Phía IGP có mặt ở đó và anh ta nằm xuống dưới, sát thương đến từ QC. Qua đầu phía đường trên thì ADC vẫn đang thực hiện tiếng đẩy lẻ khá cao, nhưng nó cũng chỉ giúp cho cái phòng thủ của bên phía TeamFlash được cải thiện một chút mà thôi. Họ đang gặp rất nhiều áp lực ở khu vực đường dưới này và cái trụ ngoài cuối cùng nó sẽ bị bóc đi. Cho biết đứng cảnh dưới cho những người đồng đội của mình làm việc đó, anh ta làm thành công. Xong, tiếp tục lộ một nữa dành cho những IGP của mình, tiếp tục thế đẩy, vẫn còn cho mình cái trụ cuối và chiêu cuối được thả ra ngay sau khi nó hồi đến từ Chobit, không úp được ai cả. Tạm thời là TeamFlash giải tỏa áp lực, nhưng một cú bướm ảo đến từ Lạc Lạc cấu đi hơn nửa máu của bên phía TeamFlash, và người trở về hồi máu lại tiếp tục là Proe. Phải nói những tình huống mưa sao băng cũng như là bướm ảo của Lạc Lạc giờ đây nó khả năng set up cực kỳ tốt rồi. Bây giờ chỉ cần một pha mà Quincy đứng cao một chút bật lên mưa sao băng, sau đó cho biết anh ta cũng có thể tạo ra một cái địa giam, hoặc là không cần thiết thì bên phía của IGP cùng với pha băng vào của Sun họ có thể lấy được một cái trụ bậc thềm khá dễ dàng. Quan trọng tại thời điểm này lượng chống chịu phía Team Flash là không có. Với điều thuyền ở thời điểm này là một vị pháp sư, anh ta sẽ không tối ưu được lượng sát thương khi anh ta phải lên đồ trợ thủ, và anh ta cũng không có được khả năng chống chịu tốt. Điều đó khiến cho IGP Gaming quả sức bắt được vào những sát thương chủ lực của bên phía Team Flash với việc họ có cho mình lượng chống chịu tốt hơn. Chobit bắt đầu đại địa ra nhưng đó chỉ là tình huống chặn đầu mà thôi. KA ADC anh ta kẹt lại đây, ADC sẽ phải nằm trong tình huống này khi đó là những cú bắn đến từ Sun. Eli cũng đang bị đứng giữa đến ba thành viên của IGP và Eli sẽ phải quên sinh ở trong tình huống này. Như vậy là hai mạng hạ gục nằm xuống bên phía của TeamFlash. Trong khi đó thì đây vẫn đang đẩy lên ở khu vực đường dưới. Tất cả những thành viên còn lại ở TeamFlash đang buộc phải lui để cố gắng phòng thủ, nhưng họ sẽ gặp quá nhiều khó khăn đây khi mà bên phía của IGP họ còn đầy đủ là cả năm thành viên đặt còi không thể solo với đây được và sẽ chỉ cố gắng giải quyết lính thôi. Nhưng đường giữa thì ai sẽ là người giải quyết lính đây, đường trên thì ai sẽ là người làm điều đó đây. Sun vẫn sẽ cào máu cái trụ này được rất hiệu quả và sẽ có trụ bậc thềm đầu tiên dành cho bên phía của ATBC IGP mình. Trụ thứ hai cực nhanh, đặt còi từ trong bắn ra nhưng không ăn thua, và trụ thứ ba nó cũng sẽ sớm dành cho bên phía của IGP Gaming mà thôi. Sân bay được tạo ra
và sẽ sớm có chiến thắng dành cho IGP Gaming. Họ đang đánh cực kỳ cẩn thận, lùi lại ăn cho biến tà thần Caesar. Lùi lại là hoàn toàn khả thi, có lẽ họ sẽ hướng đến mục tiêu lớn, bởi lẽ một lần ép mà lấy được 3 đường siêu cấp là đã quá lãi rồi. Bây giờ quay ra ăn tà thần, mở cho mình một con tổng tiên phong và sau đó là ép đối phương, bởi sao thành bây giờ IGP Gaming mạnh hơn, họ có defending, họ có tầm bắn tốt hơn, trong khi đó đặt còi thì đang anh ta đang mạnh, đúng ý anh ta mạnh nhưng anh ta đang không có cơ hội để được bắn. Anh ta đang không có cơ hội để được có khoảng trống để làm bắn. Gì có dàn chắn, anh ta làm gì có dàn chắn, anh ta làm gì có bảo kê, chỉ có mình Chloe với những cú đóng băng của mình là không đủ. Nào lật được cây ấy sẽ bốc hơi trong tình huống này. Có đến 4 người của Team Flash đã úp thành công và đây chính là cơ hội để cho Team Flash họ có được một chút hy vọng, dù bây giờ thì ba đường đã có dành cho bên phía của ATBC IGP mình rồi. Nhìn có vẻ hơi ngán, đó chỉ là thành công đầu tiên bên phía của Team Flash mà thôi. Nhìn lại vào thế Chobit đang là người bị tấn công, nhưng anh ta có cho mình cú và từ đó thì Team Flash cũng ngay lập tức lùi về. Bên phía của IGP Gaming có vẻ họ đang hướng tới việc đẩy lính nhiều hơn thay vì muốn ép đánh với cả bên phía Team Flash, bởi rõ ràng thế lính ủng hộ họ. Nhìn vào thế, rõ ràng là Team Flash đã có một tình huống tôi nghĩ rằng là tương đối lạc quan khi họ hạ thủ được KA. Nhưng nhìn vào cái thế trận của bản đồ này, đó là nguyên 9 cái trụ có đang trên bản đồ với IGP Gaming, nhìn đã thấy ngán rồi. Chưa nói đến việc là muốn giao tranh lại với cả IGP Gaming. Thì ra pha mà Flash bắt được KA, tôi nghĩ họ có sự tính toán của riêng tính mình toán rồi. Họ biết chắc là bên phía IGP sẽ đẩy lính ở ba đường và KA sẽ phụ trách cùng đường đấy, nó loanh quanh chỉ ở cái bụi đấy mà thôi. Và đó là lý do họ lấy được mạng KA, nhưng đây có lẽ sẽ tình huống mà Team Flash họ gặp quá nhiều bất lợi trong giao tranh này. Người đầu tiên nằm xuống là Ellie đang cố gắng quẩy nhưng anh ta thua trước Lạc. Tiếp tục tấn công vào khi mà bên phía của IGP họ mất đi một người là Dai mà thôi. Còn bên phía Flash họ đã mất đi hai người là Ellie và Proe. Ba con thiên vương thủy đang tiến vào lừng lững khu vực đường giữa xong này rồi. KA bị trụ bắn, cái điện gian được tạo ra và tấn công vào cái nhà chính của bên phía Team Flash. Tỷ số sẽ là 1-1 dành cho ATBC IGP Gaming. Rất bất ngờ đến bên phía của IGP Gaming, họ quay trở lại một cách vô cùng thuyết phục. Thuyết phục thực sự với cách mà Chobit chơi quân bài Badum này. Họ hoàn toàn khiến cho ADC không được chơi với quân bài Enzo này. Và có lẽ là tiếp tục một màn thể hiện đáng thất vọng với quân bài Enzo này. Những đội tuyển khu vực miền Bắc luôn luôn có những màn thi đấu không quá ấn tượng với quân bài Enzo này. Trước đó là Khiên với quân bài Enzo và bây giờ là ADC. Quang Hải, theo những gì tôi biết thì anh ta cũng là người ở miền Bắc. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đang tính anh ta là khu vực miền Nam, đồng thì anh ta thi đấu cho VEC in the Dark. Và đây là chiến thắng dành cho IGP Gaming, một chiến thắng tôi nghĩ rằng là thuyết phục. Họ đã quá đấu nào cả. Và tôi chưa từng thấy anh ta chơi tệ một trận đấu nào quả. Thì sang đến ván đấu vừa qua, anh ta làm điều ngược lại. Có lẽ là do đội hình khiến cho anh ta cảm nhận được là anh ta sẽ khó chơi mà thôi. Còn đó là một trận đấu tôi nghĩ rằng Ellie cũng không có được màn thi đấu quá ấn tượng với quân bài Frantino. Sephira có lẽ sẽ là lựa chọn đầu tiên của Team Flash dành cho Proe. Rất nguy hiểm khi mà TBC IGP Gaming họ lại không cấm vào vị trí của Sephira, và thay vào đó thì họ lại hướng đến đó là cấm vào ADC quân bài là Quicknack. Có lẽ Team Flash không có lý do gì mà họ lại không lấy đi Sephira. Chúng ta còn nhớ rằng Sephira của Proe đã bán hành cho người Đài Bắc Trung Hoa nhiều như thế nào ở trong trận chung kết của WC 2019 vừa rồi. Nhưng có vẻ Team Flash vẫn đang tương kế tự kế khá lâu, chưa biết là họ sẽ lựa chọn cho mình liệu có phải là Sephira hay không. Nói đến cái cách không, mà nó lại là Teamy cơ. Teamy, nhưng nói đến cái cách mà Proe chơi Sephira, tôi lại nhớ lại cái đội hình huyền thoại của Team Flash tại thời điểm đó. Đó là một ngục lặn, đó là Maza của Sephira và thậm chí là cú luyện ngục 2 tỷ 3 của Xuân Bách nữa. Đó là bộ ba combo đã khiến cho Đài Bắc Trung Hoa phải ôm hận. Với hai cái cánh có khả năng ngụp lặn đến như vậy thì khả năng băm vào đến tên in gần như là bị khống chế hoàn toàn. Lần này thì Team Flash sẽ có cho mình Teamy dành cho Proe, còn vội nó sẽ làm cho bên phía IGP Gaming có được hai sự lựa chọn, có thể sẽ là cặp đôi xạ thủ và trợ thủ. Và với việc là Team Flash lựa chọn Teamy thì không có cớ gì để IGP Gaming bỏ qua quân bài Sephira cả, và thêm vào đó là cả quân bài Elsu dành cho Lạc nữa. Elsu cho Lạc nữa, Sephira có lẽ sẽ nằm trong tay của Chobits để đi ở khu vực trợ thủ, khi mà nhiều khả năng Lạc cũng sẽ cầm luôn cho mình là quân bài Elsu. Cánh còn lại không loại trừ khả năng họ cũng sẽ sử dụng cho mình Maza đã xuất hiện vào đấu trước rồi. Maza xuất hiện rồi. Daim. Nếu không thì đúng như Hippopper vừa nói, có thể sẽ có cặp chị em ngục lặn là Sephira Maza cực kỳ khó chịu với cách chơi của bộ đôi này, có thể có những tình huống băng trụ và ép góc đối thủ nó rất là hủy diệt. Bên phía của Team Flash thì họ đang có cho mình hai lựa chọn tiếp theo, và một lần nữa thì Xuân Bách lại chọn cho mình một vị tướng pháp sư không phải quá hot ở thời điểm này, đó chính là Kali, giống như ở trong ván đấu thứ hai anh chọn cho mình quân bài là Tulen, thì bây giờ thì đó là Kali cho Bách ngay ở lựa chọn đầu tiên, cùng với đó là Superman. Superman làm tôi nhớ đến gấu nhiều hơn.
Còn đây nếu mà là một Superman trong tay của Đạt Còi hoặc trong tay của Ellie thì tôi nghĩ rằng sẽ là một trong những sự bất ngờ dành cho bên phía của IGP Gaming. Bởi chúng ta thấy hình ảnh của Superman với đội trưởng gấu nhiều hơn. Đặc biệt là ở LCA 2019 có những cú ủn của anh ta đã làm nên thương hiệu. Và những việc mà chúng ta nhìn thấy gấu cầm quân bài Superman nó là gần như trở thành một cái độ tín rồi. Tín rồi. Nhưng mà khi mà không có gấu ở trong đội hình của Team Flash thì với việc sự lựa chọn Superman này tôi đã cảm thấy có một chút những sự ái ngại nhất định. Và bên phía của Team Flash tiếp tục cấm đi quân bài Yena. Tôi nghĩ rằng là cả hai bên đang cấm thẳng vào vị trí đường đơn của nhau. Nếu như Team Flash cấm vào KA thì IGP Gaming lại biết cách để cấm vào Ellie. Bên phía của IGP Gaming thì họ lại hướng đến lượt cấm tiếp theo ở lượt cấm thứ hai, đó chính là Lindis trong tay của Sun. Khi mà nhìn thấy Lindis trong tay của ADC, khi nhìn thấy bên phía đội hình của Team Flash thì ADC vẫn chưa lựa chọn cho mình vị tướng đi rừng. Cấm khá triệt để vào vị trí của ADC khi lượt cấm tiếp theo đó chính là Roker, và trước đó thì họ cũng đã cấm vào Quinax rồi. Ra ADC anh ta vẫn còn có thể sử dụng cho mình khá nhiều những vị tướng khác như là Zephyr hoặc là Burat. Thậm chí là cả Zeal nữa. Và Quillen nữa. Nói chung cấm vào vị trí của ADC không phải là chuyện dễ đâu, bởi vì lẽ bể tướng của anh ta là vô biên. Team Flash họ đúng là cầm đến đường đơn một cách triệt để, nó nhắm đến thêm một lần nữa vào Omen. KA trước đó thì đã là Yena rồi, cấm rất nhiều vào vị trí của KA. Và bây giờ thì IGP Gaming họ đã có cho mình là Ibanez. Ibanez này ảnh hưởng rất nhiều tới đội hình đấy, tới IGP Gaming. Đây là một đội hình mà hoàn toàn Sephira được đẩy ra khu vực đường giữa, và quân bài Elsu sẽ được để trong tay người chơi xạ thủ tốt nhất về IGP Gaming đấy. Đó là Daim. Đây là một chiến thuật hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi lẽ Sephira một quân bài tôi nghĩ rằng là tương đối toàn diện ở cách mà vị tướng này chơi khu vực đường giữa, nó sẽ đảm bảo độ an toàn khá cao, đặc biệt là khi mà cô nàng này có được cái chiêu cuối sóng ngầm thì có thể giảm tải được khả năng mà đối phương muốn tấn công vào khu đường giữa và ảnh hưởng tới khu vực đường giữa. Bên phía của Team Flash thì lần này sẽ là sự lựa chọn Zephyr và qua đó là cả Phoenix nữa. Phoenix này tôi nghĩ là dành cho Đạt Còi, còn quân bài Zephyr sẽ ở trong tay của ADC. ADC với quân bài Zephyr này chúng ta không nhắc quá nhiều. Và cách mà anh ta chơi quân bài Zephyr này nó cũng không gây được cái thương hiệu như cách anh ta chơi Zeal hay chơi Nakroth. Nên tôi nghĩ rằng việc anh ta cầm quân bài Zephyr này nó vẫn là đổ an toàn, một sự yên tâm nhất định đến từ bên phía của Team Flash khi họ có cho mình bộ khung. Có chăng là khu vực đường giữa sẽ có một chút thiếu động đến Xuân Bách mà thôi. Và Xuân Bách sẽ cần phải để ý những cú cấu máu từ xa nếu như Elsu được đẩy lên khu vực đường giữa. Cuối cùng sẽ là sự lựa chọn Kilgroth trong tay của KA. Có vẻ như bể tướng của KA và Ellie đang khá tương đồng với nhau. Khi mà hai người chơi này đều có một lối chơi tự tin, quyết đoán và hổ báo. Và đây là cơ hội để cho Ellie khẳng định lại vị trí người chơi đường đơn xe ra số 1 thế giới thời điểm hiện tại, khi mà ở ván đấu trước đó KA đã đè nén anh ta khá nhiều. Đồng ý, và như vậy cũng có nghĩa rằng nhiều khả năng Lạc sẽ sử dụng cho mình quân bài đó là Sephira và đi khu vực đường giữa. Thực ra Sephira cùng với Elsu hoàn toàn thể đổi đường cho nhau tùy vào hoàn cảnh trận đấu. Hoàn cảnh. Hoặc ít nhất là tân lính đầu tiên. Hoặc họ có thể đổi trong tân lính đầu tiên khi mà Elsu có khả năng cấu viễn trình kích và giải quyết tân lính với cái tốc độ nó rất là cao. Và tân lính đầu tiên nó được giải quyết nhanh thì nó ảnh hưởng khá nhiều đến tình huống ganh đầu tiên, và nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến con rồng đầu tiên. Lạc cho Elsu khu vực đường giữa. Chính và Chobit sẽ vẫn là người chơi Sephira ở khu vực trợ thủ. Daim sẽ chơi một quân bài phòng thủ, nó giống với quân bài Maza. Có vẻ như Daim sở trường của anh ta là những vị tướng xạ thủ. Điều đó dẫn tới việc là anh ta sẽ phải chơi những quân bài mang tính chất chống chịu, bởi rõ ràng cánh còn lại là cánh có thể gây sát thương và KA thì buộc phải có một cánh mang tính chất phòng thủ cao. Sephira không phải là một vị tướng có khả năng bảo kê tốt, và rõ ràng là với việc có thêm một quân bài như là Ibanez nữa thì đây sẽ là một đội hình mà hồi phục rất nhiều đến từ bên phía của IGP Gaming. Nhưng lượng sát thương phép mà Sephira có được cũng không phải là quá ấn tượng. Tôi nghĩ là như vậy, khi mà nó nằm trong tay của Chobits với nhiệm vụ chủ yếu đó chính là một trợ thủ. Nhưng chắc chắn là Team Flash sẽ bị tốn đi một slot đồ, bởi lẽ là KA đang chơi Kilgroth và đang có đến 3 vị tướng có khả năng hồi phục rất tốt. Hồi máu. Bắt buộc là họ sẽ phải có cho mình một món đồ giảm hồi phục, một cái đao truy hồn hoặc một cái sách truy hồn. Thậm chí là nhiều hơn thế để giải quyết được cái bài toán liên tục tái giao tranh đến bên phía của IGP Gaming. Hoàn toàn đồng ý, và đây sẽ là ván đấu cực kỳ quan trọng với cả hai đội tuyển. Ván đấu có thể coi là bản đề của Team Flash và HTVC IGP Gaming. Khi đội nào thắng sẽ có cơ hội rất lớn để thắng luôn trong kèo đối đầu này. Kèo đối đầu xác định xem đâu sẽ là đội tuyển xứng đáng với vị trí đầu bảng sau khi vòng đấu thứ tư này trôi qua. Ở đây sẽ là những bước di chuyển của cả hai đội tuyển trong ván đấu này. Ván đấu bản lề đúng không? Cả hai đội tuyển là một đều, và đội tuyển nào dẫn trước thì đội tuyển đó sẽ có lợi thế. Vừa có một tình huống tia viễn trình kích, tôi nghĩ rằng để lấy tầm nhìn, chưa có tình huống cấu máu đến từ Lạc Lạc. Và đã cấu máu, nó trúng vào mục tiêu cần phải trúng, đó là Xuân Bách. Đường
trên thì chúng ta thấy rằng có một pha đang tấn công vào bùa đỏ của đối phương. Đấy, ADC và cả đặt còi nữa. Cây anh ta giữ lại được con bùa đỏ vừa rồi, nhưng đồng nghĩa với việc là người đi rừng của bên phía IGP là Sun sẽ mất bùa đỏ không. Anh ta đang đánh vào con bùa đỏ của bên phía Team Flash, và liệu rằng có cướp được nó hay không đây? Có lẽ sẽ cướp được thôi. Đúng là như vậy là đổi bùa thôi. Nhưng Sun sẽ là người có ưu thế, và ngược lại thì ADC mới là người thọt bùa. Tôi nghĩ rằng kể cả khi mà Sun anh ta không có được cho mình con bùa đỏ cũng như không cướp được thì điều đó không ảnh hưởng, bởi họ vẫn giữ được con bùa đỏ. Và việc họ giữ được con bùa đỏ thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng tới kinh nghiệm mà bên phía Team Flash có được. Điều đó sẽ giúp cho IGP Gaming họ vẫn hơn được về mặt kinh nghiệm, họ hơn được về khả năng gọi là xâm lăng khu vực bùa đỏ, họ sẽ vẫn có lãi. Còn lần này thì Sun có vẻ như họ đã bắt đầu thay đổi cái cách di chuyển. Cây không còn những tình huống băng ra để có thể lấy tầm nhìn một cách quá mạo hiểm nữa. Thay vào đó thì với việc anh ta cầm cho mình khách bảo trợ trừng trị để anh ta tận dụng những tình huống gọi là khả năng quẹt khó chịu đến từ Kirot để qua đó giữ được cho mình con bùa đỏ. Tôi nghĩ rằng đó là khả năng di chuyển tốt đến từ KA. Điều đó khiến cho Team Flash bị lỗ cho tình huống giao tranh cũng như là thâm nhập vào bùa đỏ ở giai đoạn đầu tiên. Để xem là Ellie sẽ sử dụng quân bài Superman này như thế nào. Chỉ biết là trong giai đoạn đầu trận thì anh ta trao đổi chiêu thức bị lỗ với Daim, với Ibanez, và anh ta đã buộc phải lui và đổi đường lên khu vực đường trên đến từ Ellie, và anh ta sẽ có kèo đối đầu với KA, một người cầm chính trị trong tay và có khả năng tạo ra cái chính trị. Nó cũng sẽ khiến cho trạng thái phi hành của Superman bị ảnh hưởng rất nhiều. Bên phía của IGP họ đang hướng đến cho mình là con rơi quỷ đầu tiên trận đấu này, đánh rất bài bản, nó giống như ở trong trận đấu trước. Họ sẽ có một tình huống ngay ở khu vực đường giữa, nhưng đường giữa thì Bách cùng với ADC cũng đã lui rất kịp thời, và con rồng đầu nó đang được tấn công bởi đạn còi và cố ý đang băng vào đến từ ADC, và có lẽ họ sẽ có được con rồng đầu nhanh thôi. Chắc chắn là sẽ có được con rồng này, và IGP họ có một tình huống muốn định ra khu vực đường giữa để bắt vào hai thành viên của Team Flash. Nhưng Xuân Bách và AEC cũng đã đủ tỉnh táo, và qua đó họ kêu gọi những đồng đội của mình, đặc biệt là đặt còi khu vực đường dưới để lên hỗ trợ ăn cho mình con rồng. Khả năng di chuyển và tính toán đến từ Team Flash ở thời điểm này vẫn đang khá ổn định, và họ có một tình huống gỡ gạc lại sau tình huống lỗ mùa đầu tiên. Họ có được chiếc con rồng, và hiện tại lượng tiền đã hơn khoảng độ 100 tiền dành cho bên phía Team Flash. Đó là cái ao tù làm choáng được hai người của Chubit đang cho thấy khả năng làm choáng ổn của mình với cái ao tù, rồi vừa có pha không kích chính xác được tạo ra bởi ADC khu vực giữa. Đây băng vào rồi. Thì Eli anh ta ụt được hai người của bên phía IGP, ngược trở lại chỉ còn một con lính, hai con lính, và nó sẽ sớm được giải quyết bởi Eli trong tình huống này. Như vậy đó là pha phòng thủ trụ tốt của Superman. KA với bổ trợ trừng trị, anh ta đang cho thấy có khả năng farm kinh ngạc. Anh ta được farm cháy máy mà anh ta đang hơn đến một cấp độ so với cả Ellie. Rõ ràng là Ellie vẫn đang phải chịu những áp lực rất lớn. Áp lực với một con quái vật có khả năng farm tốt như là cỗ máy farm Kigrot vậy, và đang có tình huống trao đổi có một cú đẩy đến từ Ellie, và có lẽ anh ta đang muốn đẩy cho KA lui trở về. Nhưng KA với khả năng miễn được khống chế, miễn được cái hiệu ứng thì anh ta có thể dễ dàng thoát lui qua bài cứu rod này, và nó cũng khiến cho pha di chuyển của ADC bị hớ. Anh ta mất một khoảng thời gian để di chuyển khu vực đường trên, nhưng cú đẩy đó của Superman nó lại không thành công. Và bây giờ ADC đang phải di chuyển ra khu vực đường giữa này. Vừa qua một tình huống mà Kiệt Anh ta chưa sử dụng cho mình cái chiêu cuối, và đó là một tình huống mà Ellie có một cú đẩy trượt, chính xác hơn là cú đẩy trượt vào người của Kigrod. Anh ta đẩy vào tường, nhưng quay trở lại tình huống này đã đặt còi bị hất tung bởi đó là Sun, và anh ta đã phải chịu áp lực rất lớn ở khu vực đường dưới. Tiếp tục là khu vực đường trên, đường trên thêm một lần nữa bị hỏi thăm bởi ADC, và cùng với đó là cả Xuân Bách nữa, nhưng cây vẫn đang đủ tỉnh táo để anh ta có thể hoàn toàn lui về được. Đồng ý là trước đó có pha đẩy lỗi đến từ Superman, và đó là lý do mà vẫn còn chiêu cuối có thể trốn thoát được thoải mái. Tốc đến từ KA, Lạc Lạc vừa phải tốc biến ngược trở lại, và nó khiến cho những cú sấy này nó không ổn lắm, nhưng Lạc Lạc quay trở lại nhắm vị trí kích thì anh lại dính khoảng 2-3 cú sấy của Bách, và nó cũng khiến cho anh tụt ngựa máu khá nhiều. Ellie đang tìm góc để đẩy, nhưng có vẻ như đẩy vào người KA thì điểm này là hơi khó khăn đối với cả anh ta, vì nên nhớ rằng chỉ cần việc KA ta bật cho mình cái chiêu cuối ác mộng biển khơi mà thôi thì mọi vấn đề được giải tỏa, và những cú ủn của Ellie vô hình chung là sẽ mất đi tác dụng rất nhiều. Tiếp tục sẽ là một thế tấn công vào con rồng đến từ bên phía của Team Flash. Roy đang là người quấy rối và giữ được vị trí con rồng này, chỉ có duy nhất là mình Daim bật cho mình lớp siêu thanh để khép góc, và con rồng này nó sẽ dành cho Team Flash. ADC trong khi đó ở đây cây đánh khá tự tin với sự hỗ trợ của Sun, anh ta đang chặn lính rất cao, anh ta tay đôi cùng với Ellie. Còn Sun thì nó móc máy của bùa xanh này, anh ta đang bị giấy rất mạnh bởi đó là Xuân Bách, và Sun phải lui, nhưng anh ta đã cướp được con bùa xanh thành công, và ADC loay hoay ở đây khi không có bùa xanh dưới chân. Chứa bùa xanh dưới chân, tiếp tục là bốn thành viên của Team Flash kéo người ra cục đường giữa và khiến cho Lạc Lạc cũng như Chubit gặp nhiều khó khăn. Ellie đã đến hỗ trợ rồi. Rõ ràng về mặt trao đổi chiêu thức và trao đổi đi đường thì Ellie đang gặp những sự khó khăn hơn so với cả KA. Đã phải bật chiêu cuối từ Daim để giải tỏa áp lực. Anh ta giải tỏa được áp lực một cách thành công luôn khi mà bên phía Team Flash họ có rất đông người ở đây, nhưng cuối cùng thì cũng đã buộc phải lui về một lần nữa. Họ lại không dám tấn công con bùa xanh của bên phía IGP Gaming. Còn ở đây thì KA đã có khoảng trống lấy luôn một khu vực đường trên của TBC IGP Gaming. KA hơn đến 2 cấp độ so với cả Ellie, và Ellie tiếp tục có sự khó khăn nhất định.
khi anh ta kích hoạt cho mình chiêu cuối thì ngay lập tức là bật cả chiêu cuối để miễn hiệu ứng đến từ Kirot. Trước đó anh ta cũng có một cú ủn trượt vào người của Kirot và giúp cho Clay không bị ảnh hưởng gì sau cú ủn đó. Rõ ràng là sau hai vòng đấu thì có vẻ như Ellie đang gặp rất nhiều khó khăn với Clay khi Clay đang chơi những quân bài mà tôi nghĩ rằng thuận tay với anh ta. Và anh ta đang cho thấy sự khó chịu của mình với những quân bài có khả năng đẩy lẻ và khả năng trao đổi chiêu thức tốt như kiểu dạng Kirot hay trước đó là Richter. Đồng ý, bên phía của HTBC IG Gaming thì lượng tiền đang được dàn ra khá đều. Vừa rồi thì Lạc anh ta cũng đã được nhường cho mình một cái bùa xanh khi mà trước đó Sun đã cướp được bùa xanh của đối thủ. Vẫn đang là những pha di chuyển cũng khá ổn đến từ Sun với vị tướng là Narcos này. Anh ta đang tỏ ra không thua kém DC trong những pha băng vào một cách đầy quyết đoán. Tiếp tục là thoát ra của Kay thì lại băng đến tấn công người của Ellie. Ellie bị trừng trị trúng người, anh ta thoái lui. ADC xuất hiện để bảo vệ cho người bạn của mình nhưng cũng chỉ là tình huống chọc vào người Kay. Kay đang hơn, thậm chí anh ta còn hơn cấp độ so với người đi rừng của IGP Gaming, đó là Sun cơ. Và anh ta thi đấu tương đối chủ động, có cú xây đến từ Xuân Bách để lùa Kay đi. Và vừa biết anh ta cầm cho mình cái ma tính thì nó giúp cho anh ta giảm được thời gian hồi chiêu của chiêu cuối cũng như là thời gian hồi chiêu của những năng còn lại. Đó là 50% khả năng hồi các chiêu khác và 20% giảm hồi chiêu của chiêu cuối. Đây thì có tình huống mà Lạc anh ta lùi đi nhưng anh ta không sống được nữa khi cái DC lẫn Koi và Xuân Bách có pha tấn công tốt. Và bây giờ phút thứ 6, 45 chúng ta mới có được mạng chiến công đầu, nó được dành cho Zephyr trong tay của ADC. Nhưng rõ ràng khu vực đường trên thì bên phía của IGP Gaming vẫn đang có lợi hơn. Chỉ là một điểm chiến công đầu dành cho team Flat mà thôi. Còn lại thì có vẻ như cái đường của Ellie đang cần sự hỗ trợ rất nhiều bởi anh ta không còn đủ sức để giao tranh lại với KA nữa. KA hiện tại anh ta đang có cho mình một lượng đồ tôi nghĩ rằng là ấn tượng, một số tiền cũng quá ấn tượng, đó là 4.000 mốt tiền. Một số tiền có thể nói là lớn nhất bản đồ hiện tại. Và anh ta đang ngang hàng với người chơi xạ thủ của bên phía team Flat, đó là Đạt Còi. Đạt Còi vẫn đang farm tốt nhưng vấn đề ở đây là anh ta vẫn chưa có được thủ thế để có thể bắn. ADC cướp được con bùa xanh của bên phía IGP Gaming và họ vẫn tiếp tục là những người có được cho mình sự chủ động ở hàng rồng. ADC có một pha trả đũa khi trước đó thì anh ta bị săn cướp đi con bùa xanh ở hàng bùa của nhà mình. Bây giờ ADC giấy rất đau tấn công, bách giấy rất đau và chưa biết anh ta có thoát đi được không. Anh ta vẫn còn cho mình đó là gục lại những cái trụ này thì không thoát đi được nữa. Và trụ một của đường giữa nó đã dành cho bên phía của team Flash. Đây sẽ là mục tiêu mà team Flash hướng tới hay chăng đây? KA cũng như là Chobit buộc phải đến để hỗ trợ ngầm độ của mình. Daim có vẻ như đang bị set up một kèo để bắt lẻ và họ tiến hành trận đầu Daim. Daim anh ta còn cho mình đó là chiêu cuối. Ở đây cũng có 3 thành viên của phía IGP, họ mới đang là những người lùa lại phía team Flash hay chăng đây? Có 4 người của IGP họ đang đứng khá ổn, trong khi đó thì Flash vẫn có thể lui được dù trước đó thì họ đã có tình huống hơi bị hớ một chút. Ellie băng vào, Ellie dùng tia laser trúng người là trúng người. Ellie đã đẩy được Chobit ngược trở lại. Chobit tốc biến qua bờ tường, Chobit sử dụng cho mình auto nhưng anh ta không còn chiêu cuối nữa. Và Chobit sẽ phải nằm trong tình huống này, người có mặt ở gục đó chính là Superman. Ellie có một cú ủn tốt và nó ủn thẳng vào vị trí đến từ Chobit. Khi mà Chobit nằm xuống thì không còn một lá chắn ngục lặn nào để giúp cho IGP Gaming kịp thời phòng thủ nữa. Ngay lập tức là tranh thủ sấy đến từ Xuân Bách và Daim với độ trâu của mình ta vẫn giữ được. Cory có một cú vòng sau tôi nghĩ rằng là để khép góc và chặn đầu Daim nhưng Daim vẫn quá trâu và anh ta chỉ mất đi một lượng năng lượng mà thôi. Có lẽ là họ cần sức dướn để giúp đặt còi đẩy trụ chưa thể đẩy được. Solo kill KA chơi tay đôi với DC, KA không ngán một ai cả, anh ta tiếp tục quạt vào người của siêu nhân, anh ta đuổi lui hai người của bên phía team Flash ngược trở lại. Nhưng ở đây thì đó là tình huống mà bên phía IGP họ không kịp phòng ngự nữa rồi. Khi mà săn ra quá muộn trước đó Lạc không làm được gì cả. Daim châu đến mấy anh ta cũng sẽ phải nằm xuống trong tình huống này, đó là sát thương đến từ Kali trong tay của Xuân Bách. Và có trụ một khu vực đường dưới dành cho team Flash, họ tấn công vào con rồng này và họ cũng sẽ có được nó. Có được nó nhưng tiếp tục là đẩy lính lên cao đến từ KA. Ellie hiện tại anh ta đã phải hỗ trợ ngầm độ mình khá nhiều khi không còn sức giao tranh với cả KA nữa. Nhưng thay vào đó những cú ủn đến từ Ellie ở khu vực đường giữa, những pha giao tranh đó là tương đối chất lượng. ADC buộc phải thủ mình không kích để dọn lính trước nhưng anh ta còn đang bị cân lại bởi KA và KA đang hơn anh ta một cấp độ. Có cả Ellie chơi hết luôn để tình huống đau. Anh ta sẽ xếp được đôi. Anh ta lấy được mạng ADC trong tình huống này. KA tất đánh được. Bây giờ là đặt còi đang bị quạt nhưng đó là cú sấy của Xuân Bách. Và bây giờ thì KA anh chưa nằm xuống đi được ở trong tình huống này, có sự hỗ trợ của cả Chobit nữa. Có lẽ cái nội tại Chobit đã giúp cho KA có thêm được một chút máu mà anh ta có thể lùi. Quá dã man, anh ta đủ sức dướn và hạ gục được một vị tướng cơ động như ADC. Trước đó ADC đã mất đi cái chiêu cuối để anh ta dọn được con xe lính để khiến cho KA không thể nào đẩy cái trụ đó, nhưng rõ ràng cái trụ đó không còn quá nhiều máu. Và KA anh ta còn thậm chí là cân hai thành viên của team Flat. Hiện tại KA đang tỏ ra là mình con quái vật rồi, vì anh ta còn thêm cho mình một cái giáp thống khổ để gia tăng khả năng chống chịu của mình. Rất nhiều món đồ chống chịu và chống sát thương vật lý được lên đến từ KA. KA còn vừa cướp được cả con bùa xanh nữa và anh ta càng ngày càng khỏe. Quá khỏe rồi, bây giờ anh ta có thể cân hai được một cách khá là thoải mái. Trước đó thì nếu như không có sự trợ giúp của cả Xuân Bách thì những cú sấy giúp mình, tôi nghĩ anh ta hoàn toàn có thể lấy đi được mạng của hai thành viên bên phía của team Flash, đó là Ellie và cùng với đó là ADC nữa cơ. Rất khó chịu.
Hiện tại thì Ellie đã phải xuống khu vực đường dưới rồi, nhưng anh ta lại phải gặp một con người khác, đó là KA. Khi KA đã xuống khu vực đường dưới để tiếp tục tạo nên một thế lính khó chịu khu vực đường dưới, cũng như thu hút tầm nhìn các thành viên của Team Flash. Ngay lập tức khi KA bỏ xuống khu vực đường dưới thì Dain phải lên để đổi đường cho anh ta, và Team Flash chưa thể lấy được cái trụ khu vực đường trên này. Khả năng giữ trụ và di chuyển đến từ IGP Gaming đang là khá tốt, và bây giờ thì IGP Gaming mới là những người nắm lại được thế chủ động. Mặc dù điểm hạng cục thì Team Flash có lợi thế, họ đang có lợi thế tốt hơn khi mà giao tranh tổng, nhưng về khả năng di chuyển thì có vẻ IGP Gaming đang làm tốt hơn với KA. Ngay những cú máu của Lạc Lạc nó đang không thực sự là hiệu quả, anh ta có lượng tiền khá ít ỏi, mới chỉ có được cho mình là hai món đồ lớn mà thôi. Ở đây thì ADC đã bị tấn công bởi Lạc Lạc lui đi với chiêu cuối của mình, bách sấy đau đấy, có thể khiến cho đối thủ phải lui và cũng khá đau. Sấy rất đau, khiến cho Lạc Lạc mất rất nhiều máu, nhưng với sự bay nhảy của Nacross và Ellie phải lui sẵn đến hai cỗ máy đẩy trụ, và không có cách nào dành cho bên phía của Team Flash để phòng thủ cả. Họ có khả năng cơ động tốt nữa. Ellie muốn bắt vào Sun, nhưng Sun muốn đánh lại, và KA ngay lập tức lùa cho các thành viên Team Flash phải lui về, đang có những lợi thế rất lớn dành cho IGP Gaming. Ôi, là người đi đầu và KA anh ta kẹt lại ở đây. Trong khi đó thì Daim đang cố gắng tấn công vào con bùa xanh này, có lẽ chỉ là kéo nó ra mà thôi. Bên phía của IGP họ vẫn đang có một lối chơi khá ổn cho hiện tại, dù lượng tiền thì những người nhiều hơn đang là Team Flash, nhưng về mặt thế trận thì IGP họ hoàn toàn không hề lép vế so với Team Flash. KA vừa cướp được thêm một con bùa xanh nữa của ADC, và trong ngày thi đấu hôm nay thì KA đang tỏ ra mình thực sự là một trong những người chơi đường đơn xuất sắc, khi anh ta liên tiếp gọi là càn quét vào khu vực tài nguyên rừng bên phía Team Flash. Lượng tiền hiện tại nó không còn là một con số quá là chênh lệch nữa, nó là ngang nhau, nhưng Sun muốn quay trở lại để tấn công của Ellie. Ellie đủ độ trâu rồi, nhưng Ellie đối đầu với cả KA thì lại là một câu chuyện khác. Và hiện tại với việc đội hình của IGP Gaming có đó là Nacross, đó là Kingross, thì đã không có thế lính để giúp cho Team Flash kịp thời đẩy lính lên cao, bởi rõ ràng là khả năng dọn lính và đảo đường đến từ hai vị tướng này là quá nhanh. Tôi đồng ý, đó là sự khó khăn mà bên phía của Team Flash họ đang phải hứng chịu. Nhưng đặt còi chúng ta sắp có cho mình cái tung tà ma rồi, và khi có cung tà ma, đặt còi sẽ có sức bắn tốt hơn để giao tranh. KA anh ta đang lùa đặt còi bị dính, đó là cái trừng trị vào người anh ta, chạy chậm một chút, anh ta ném cho mình lướt trên tay người Dain, nó không ăn thua. Nhưng đây là bị cố bóng một chút, anh ta cũng đã phải lùi trong tình huống này, có sự hỗ trợ của cả Chobit nữa. Team Flash đang cố gắng lấy cho mình tầm nhìn ở khu vực hang Seja, họ hiểu rằng họ đang bị đẩy lui dần về thế phòng thủ và họ không muốn điều đó xảy ra. Đặt còi tiếp tục tả chuông khiến cho KA tăng thắng. Quay cũng băng đến sử dụng cho mình cái giám thần lực khiến KA cũng choáng thêm một lần nữa, và đây là cú xế lấy đi cái mạng của Kingross, nhưng đó là sát thương cuối cùng, nó thuộc về Xuân Bách, và kẹt lại ở đây là Daim cứu bạn của mình, nhưng anh ta cũng đã phải quyên sinh một sai lầm đến từ KA. Và bây giờ thì Team Flash có được thế tấn công, họ quyết định hướng những tà thần xê ra rất tốt của tình huống bắt lẻ vào KA, và khi KA nằm xuống thì bất ngoặt trận đấu đã thay đổi. Lượng sát thương đến Xuân Bách hiện tại đang là lớn nhất của Team Flash, và những cú sấy của anh ta đã khiến cho khả năng hồi phục đến từ Kingross là không ăn thua. Một con xê ra dành cho Team Flash, và thế trận bắt đầu đảo chiều ngay sau khi mà KA phải nằm xuống. Xuân Bách anh ta đã lên cho mình toàn đồ công rồi, Hoopover anh ta đã có triệu bùng nổ cùng với vương miện Hecat và cả cái sách đồ truy hồn. Sách truy hồn anh nó ta... khiến cú sấy của anh ta nó thực sự là thấm, đó là nhờ cái sách truy hồn đó. Anh ta Kingross không còn khả năng hồi phục nữa, và với việc mà Xuân Bách lên được cho mình cái sách truy hồn đó thì họ đã giải tỏa được cái bài toán, đó là một quân bài KA quá mạnh, một bài KA rất lực. Nhưng tại thời điểm này thì Team Flash đang tiếp tục có những lợi thế đầu tiên, săn giữ cho mình con bùa xanh. Bắt đầu có sấy đến từ Xuân Bách, có lẽ là để ép Xuân Bách, và dù nó đang tỏ ra là quá lợi hại đi khi đây một vị tướng chống chịu kinh như vậy mà anh ta cũng đang tụt máu rất nhiều rồi. Cô hiểu đây, anh ta đã sử dụng cho mình Ellie anh ta băng vào khá sâu nhưng có thể thoát được ra. Sun đã chém người Ellie cũng vẫn quay trở lại lối di chuyển rất dị của siêu nhân trong tình huống này. Chobit đang bị đẩy, nhưng Ellie dường như anh ta cũng không phải cứ dị là hay, anh ta đã phải nằm xuống trong tình huống đó. Ở đây thì KA sẽ là người phải đổi mạng với Ellie. KA vẫn đang có được một chút khả năng hồi máu nhưng không, đó là cú bắn đến từ Sun. IGP mình đang cố gắng có thể lấy được cái trụ này với sức bắn đến từ Lạc Lạc. Roy đã ra và Team Flash phòng thủ thành công, đặt coi bắn rất thấm, mà ngay tức là Chobit phải lui đi. Bây giờ là một thế mà Team Flash mới là những người muốn đánh những tình huống này, có điểm hạng cục dành cho ADC hay chăng. Ít nhất là sau khi mà Chobit kích hoạt cho mình cú sóng ngầm khu vực đường trên, một mình Roy lùa hai người, Lạc Lạc mất cho mình tốc biến rồi. Rõ ràng là với bùa lợi là con tà thần sẽ ra dưới chân, Team Flash có khả năng giao tranh rất ổn so với đối thủ của mình. Bây giờ thì họ vẫn chưa gọi cho mình con dòng tiên phong Molester, chưa quan sát được tình huống ở đây. Anh ta bị chém rất nhiều bởi Sun, và Sun lấy được mạng của Bách trong tiếng đó, nhưng đó là tình huống mà Bách anh ta kịp thời trở lại, nhưng sự cơ động của Kali là không có, và anh ta là người đã phải nằm xuống trong pha vừa rồi. Còn ở đây Sun có thể thoát đi, anh ta lướt đi ba lần
và tiếp tục chạy nhưng không có bùa xanh dưới chân. Dù sao thì lượng năng lượng của Nakroth trong tướng này vẫn đang là đủ. Không, Ellie sẽ đuổi được anh ta. Ellie sẽ đuổi được. Né rất tốt đến từ sân. Quay trở lại chém và hồi đuổi được. Ellie vẫn đang gặp khó khăn khi vây bắt vào Nakroth. Anh ta vẫn còn cho mình đó là cái giáp hồi sinh nữa. Và đúng rồi, mất giáp hồi sinh và bây giờ mới là cuộc rượt đuổi thực sự. Ellie tiếp tục đuổi săn, tiếp tục gây sự khó chịu của mình. Săn dừng lại ở việc là anh ta sẽ mất đi cho mình cái giáp hồi sinh. Anh ta câu kéo được rất nhiều thời gian của Team Flash và khiến cho Ellie mất một khoảng thời gian tương đối lớn ở khu vực đường trên. Đây, anh ta kẹt lại ở giữa ở trận riêng của Team Flash. ADC choáng, anh ta bị hất tung, anh ta nằm xuống sau cú không kích chính xác của ADC. Đây, anh ta đứng quá cao và sự chủ quan đã khiến cho Ibanez phải mất đi cái mạng của mình. Bây giờ thì cơ hội mở ra cho Flash để ăn cho mình con rồng bạo chúa. Trong khi đó, khu vực đường trên đang có đánh nhau hỗn loạn rồi khi mà Ellie đang quẩy và đang cố gắng để khiến cho cây gặp khó khăn. Nhưng Ellie, anh ta lựa chọn đối thủ của mình đó chính là Sun. Ellie bị chém bởi gương hành quyết. Ellie đang thoát ra ở vào trong khu vực hang của con tà thần Caesar và Ellie có thể lui được trong tình huống này. Ellie đủ cơ động để có thể thoát lui, nhưng Sun thì cũng thừa cơ động để có thể né được những cú đụng đến từ Ellie. Và Ellie hiện tại đang phải khá vất vả khi đang phải chống cự lại hai quân bài khả năng đẩy quá tốt là Nakroth và Kilroth, khi KA và Nakroth trong tay của Sun liên tục đánh đổi. Anh họ dồn hết toàn bộ nhân lực lên khu vực đường trên để gia tăng áp lực. Ở khu vực đường dưới thì Team Flash cũng đã có một cú đổi, tôi nghĩ rằng là lời hơn. Lời họ có được cho mình một đường siêu cấp. Khi mà IGP Gaming họ mất nhiều thời gian khu vực đường trên để có thể đẩy được một đường siêu cấp nhưng chưa thành, thì Team Flash đã làm điều đó và KA mới là mục tiêu mà bên phía Team Flash muốn bắt vào. Ngay lập tức lui về và con Caesar này nó đang trong tầm kiểm soát của Team Flash. TV đã lên cái gương hiền chiết khiến cho giáp phép của bên phía anh giảm giáp phép giảm đi. Người đó thì Sunback cũng đã lên một cái đồ chuyện giáp phép nữa là triệu hội mang. Nó cho thấy rằng có lẽ sát thương quan trọng nhất bên phía của Flash ở trong phút tiếp theo không phải đặt còi mà đó sẽ chính là những cú sấy tinh thần ma quái đến từ Sunback. Và bây giờ thì anh ta tạo ra một cú sấy như thế, nó chưa có được khả năng chính xác quá cao nhưng cũng đã ép khiến cho đây buộc phải lùi trong tiếng vừa rồi. Cú bắn của Lạc Lạc nó là khá chất lượng và đặt còi đã mất đi cho mình cái thánh thuẫn nội tại của nó rồi. Đặt còi là người có được nội tại của con rồng bạo chúa. Ở đây thì Poi đang là người bị tấn công vào. Poi tỏ ra quá khỏe. Anh ta, wow, đó là cú công kích trúng hai người của ADC. ADC đã buộc phải thoát ra nhưng Ellie xuất hiện bên hông và Ellie khiến cho mọi thứ có thể thay đổi trong pha này. Ellie là người đã bị sát thương và đây đã buộc phải nằm xuống. Săn đến, săn không thể thoát đi được rồi. Anh ta vẫn còn cho mình đó. Không, anh ta không còn giáp nữa. Và bây giờ thì KA đang người đứng khá cao. KA cũng sẽ phải nằm ở trong tình huống này và bên phía của Team Flash họ có được ba mạng. Ellie. Tiếp theo đó sẽ là Lạc Lạc hay trang đây nhưng không, Lạc Lạc có thể lui được và con rồng vẫn đang lực lưỡng tiến vào cái trụ bậc thềm của đường trên cùng với đó là một con xe nữa. Có lẽ sẽ là trận đấu dành cho bên phía của Team Flash, họ sẽ thắng trong ván đấu này. Rất đau sấy, rất đau về đến tế đàn không hồi máu kịp, đó là Lạc Lạc. Và đây sẽ chiến thắng 2-1 dành cho Team Flash với sự xuất sắc của Ellie ở pha giao tranh cuối cùng. Anh ta có một cú lao vào với chương cuối ngay từ bên hông, ngay đằng sau đối thủ, vào đó đẩy được cả người cơ động như là quân bài Nakroth trong tay của Sun. Và với việc Sun phải nằm xuống thì đã có thế lao lên đến phía Team Flash. Và cuối cùng thì Team Flash cũng đã giành chiến thắng sau một khoảng thời gian dài họ bị khống chế và gặp rất nhiều khó khăn ở khu vực đường trên. Có lẽ người vất vả nhất trận đấu này là Ellie. Khi anh ta tiếp tục là mục tiêu để cho bên phía của IGP Minh họ đánh vào khá sâu. Và Ellie cũng là một trong người vất vả, anh ta liên tiếp phải chống trả lại những đợt đẩy đến từ cả KA cũng như là Nakroth trong tay của Sun. Nhưng cuối cùng thì anh ta đã có thể phóng thì sẽ cấm đi đó là Badum và HT, hai quân bài mà họ cũng đã sử dụng. Đây rõ ràng là những lượt cấm mặc định mà hai đội tuyển phải cấm bởi đấy toàn là những lượt tướng mà họ đã sử dụng ở những ván đấu trước đó rồi. Nhưng đối với IGP thì họ không thể cấm thêm vào Sephira nữa. Họ đã sử dụng cho mình là Badum và HT rồi và chỉ có hai lượt cấm thôi, họ đã ưu tiên cho hai vị tướng này. Còn Sephira ở ván đấu trước thì cho biết anh ta cũng đã dùng cho mình quân bài Sephira rồi. Ở ván đấu này Flash họ sẽ có được hưởng lợi khi họ sẽ được chơi Sephira và không phải có một lượt cấm hướng vào vị tướng đó. Họ đã cấm đi đó là Darcy và bây giờ sẽ là lựa chọn đầu tiên dành cho IGP Gaming. Sự lựa chọn nào có thể đánh đổi được khi chấp nhận để đối phương có được quân bài Sephira? Cho KA thôi. KA. KA Omen hoặc là Yena cho KA. Đây có thể sẽ làm cuộc tranh chấp ở vị tướng đấu sĩ khu vực đường đơn. Có chăng sẽ là Yena hoặc Ome, nhưng nếu như KA lấy một trong hai quân bài này thì đổi ngược lại Team Flash sẽ có Sephira và một quân bài đấu sĩ còn lại. Hoặc thì bên phía của IGP có thể lấy Violet cũng được. Đây cũng là một quân bài khá mạnh mà đặt coi cũng đã sử dụng ở ván thi đấu trước đó rồi. Đúng không? Nếu vậy thì họ không phải lấy Violet sớm nữa mà họ sẽ dành lựa chọn Violet cho hai lựa chọn sau. Đúng, chính xác, họ hoàn toàn có thể lấy Violet được nhưng cái vấn đề quan trọng đây là họ sẽ phải đổi Ome hay Yena. Tôi nghĩ rằng đó mới là cái then chốt trong trận đấu này. Và đó là Florentino dành cho KA.
Frentino của Eli ở ván đấu mà họ để thua thì Eli cũng không có được những tình huống thi đấu quá ấn tượng. Nhưng KA với quân bài Frentino này thì hoàn toàn là một câu chuyện khác, và tôi nghĩ rằng là anh ta sẽ vẫn thể hiện được những phẩm chất của mình với quân bài Frentino này mà thôi. Còn team phía của Team Flash họ đang có rất nhiều những sự lựa chọn có thể lấy được, và có lẽ Eli là người được hưởng lợi ở sự lựa chọn đầu tiên này và cả Proi nữa. Họ hoàn toàn có thể có cho mình đó là một Sephira, nhưng thay vào đó thì Team Flash đang lựa chọn cho mình đó là Rat. Và không biết có lấy Sephira hay không đây. Như vậy có thể thấy là Xuân Bách đang được ưu khá nhiều với việc là anh ta vẫn đang có cho mình những vị tướng thuận tay. Team Flash họ không chơi theo kiểu mà chúng ta có thể dự đoán được, họ vẫn đang lấy cho mình những vị tướng theo cái cách của riêng họ. Họ vẫn có thể lựa chọn Sephira được. Đồng ý là lựa chọn thứ ba thì họ vẫn có thể có cho mình Sephira, nhưng họ đã sớm lấy vị tướng đi rừng cho ADC trước, đó là Lindis, và cả Ras dành cho Xuân Bách nữa. Với Ras của Xuân Bách thì chúng ta có thể nhớ lại trận đấu mà anh ta đã có vị tướng này ở đấu trường quốc tế, đó là LFC 2019, với những pha tốc biến và đẩy ngược đối thủ ra khỏi khu vực trụ. Điển hình có một trận đấu mà Xuân Bách đã làm được điều đó, đó chính là cuộc đọ sức với Đài Bắc Trung Hoa. Đài Bắc Trung Hoa. Khi mà anh ta khiến người đi đường giữa của Đài Bắc Trung Hoa là Star phải có một tình huống sử dụng Liliana, và sau đó bị Xuân Bách outplay hoàn toàn, lấy được cái mạng của Star trong tình huống đó, trong một trận đấu chung kết. Đấm combo đấm ngược được Star đằng sau đúng không, và khiến cho người chơi đường giữa mạnh nhất thế giới thời điểm đó vô cùng bất ngờ. Chưa bao giờ thấy Star anh ta có một tình huống bất cẩn như vậy, và người gây lên tình huống đó để khiến cho Star phải nằm xuống lại là Xuân Bách với quân bài Rat. Và Xuân Bách ở những trận thi đấu gần đây với quân bài Rat, anh ta đóng vai trò kiến tạo khá nhiều. Anh ta không farm quá nhiều, nhưng đổi ngược lại anh ta sẽ giúp đỡ người đồng đội của mình trong những tình huống bắt lẻ, và sẽ hỗ trợ đẩy đường cùng những đồng đội của mình. Còn bên phía của IGP Gaming thì đó sẽ là Zil dành cho Sun. Có một điểm chung là cả Zil và cả Sun và ADC đều chơi rất tốt quân bài này. Và họ sẽ có thể chơi một quân bài khác ở vị trí đường giữa được, với việc là họ đẩy sát thương phép vào khu vực rừng. Đồng ý, đó có thể sẽ là Malok hoặc là Veres. Nhưng Veres thì đã được sử dụng bởi KA ở ván đấu đầu tiên rồi, và lựa chọn còn lại có thể là Malok. Superman cũng đã được dùng rồi. Bên phía của Team Flash sẽ có lựa chọn cuối cùng ở phê chọn đầu tiên. Mình không biết là họ có hướng đến quân bài Sephira dành cho Proi hay không, khi mà đường giữa của Flash chắc chắn đó lại là Ras. Như vậy đúng là đã có Sephira cho Proi. Tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ có. Vấn đề là họ sẽ có ở khoảng thời điểm nào thôi. Còn lựa chọn vào một quân bài đi rừng ADC tôi nghĩ rằng là hợp lý. Bởi lẽ ở những ván đấu trước đó IGP Gaming liên tiếp là khóa vào rất nhiều vị trí đến từ ADC và khiến cho ADC phải lôi Zephyr ra để đi rừng. Anh ta có một màn trình diễn Zephyr tôi nghĩ rằng là ổn. Nó không quá ấn tượng, nó vẫn ổn, cho thấy rằng đây không phải vị tướng thuận tay, nhưng ADC vẫn thể hiện khá tốt. Và anh ta có một màn trình diễn có thể nói là ổn định, với những lần không kích đủ độ chính xác cao. Và ADC thì chơi Zephyr nó không phải là thương hiệu, nhưng anh ta làm tròn vai ván đấu đó và để cho những người đồng đội khác như Xuân Bách được tỏa sáng, tôi nghĩ rằng là hợp lý. Thời điểm này thì ADC đang có cho mình quân bài chơi có thể nói là tủ của anh ta, đó là quân bài Lindis. Quân bài mà ADC chơi rất tốt, và đây cũng là quân bài có tỷ lệ thắng rất cao tại LEC 2019. Và đây cũng chính là quân bài trong đội hình huyền thoại của Team Flash, hay là đúng hơn là của đội tuyển Việt Nam, đã vượt qua Đài Bắc Trung Hoa trong trận chung kết, và đó là trận chung kết của chung kết. Bây giờ thì Team Flash có lượt cấm thứ hai của mình đang nhắm đến là ANFT, và có lẽ lượt cấm tiếp theo họ cũng sẽ là một trợ thủ nữa nếu như họ muốn cấm hoàn toàn vào vị trí của Chobis. Có thể là họ sẽ cấm đến là Alice, nhưng không, đó là vị trí đường giữa mà họ đang nhắm đến. Có lẽ đây là một lượt cấm tôi nghĩ hơi thừa hay sao? Cấm mà Preta. Cấm mà Preta có lạc, vẻ lạc là sẽ... Ván đấu đầu tiên họ cũng đã cấm vào Illumia của Lạc Lạc rồi. Có vẻ như họ dành sự quan tâm khá nhiều cho người đi đường giữa bên phía HTBC IGP Gaming, dù rằng lượng sát thương phép của IGP Gaming ván đấu này đã được đảm bảo bởi đó là Zil trong tay của Sun rồi. Có thể là Lạc Lạc sẽ sử dụng một quân bài khác ở khu vực đường giữa. Thực ra thì Lạc Lạc còn khá nhiều sự lựa chọn. Ở ván đấu thứ nhất anh ta lựa chọn Ignite, ván đấu thứ hai anh ta lựa chọn Crazy, và ván đấu thứ ba anh ta lựa chọn Yasuo. Có nghĩa là những vị pháp sư truyền thống mà Lạc Lạc chơi tốt vẫn có thể được lựa chọn. Anh ta hoàn toàn có thể lấy Lyanna được, hoặc chính Illumia. Illumia cũng hoàn toàn là một quân bài có thể lấy dành cho Lạc Lạc, bởi anh ta cũng có một tỷ lệ thắng tương đối ấn tượng với quân bài này. Nên tôi nghĩ rằng một sự lựa chọn Preta nó sẽ thiên nhiều hơn về khả năng tìm hiểu đối phương đến từ bên phía của Team Flash hay chăng. Bởi Preta vị tướng có khả năng đẩy trụ tôi nghĩ rằng là nhanh khi bật cho mình trạng thái siêu khuẩn. Cái thứ hai là trong những tình huống giao tranh ở góc hẹp thì cái hơi thở độc hại đến từ Preta có thể cấu một lượng máu rất lớn và khép góc đối phương. Tầm hoạt động của chiêu này nó cũng khá rộng và giúp cho anh ta xả sát thương từ xa khi mà những người đồng đội anh ta băng vào. Đội hình của IGP Gaming là một đội hình nhiều khống chế với việc có Van Hen, sau đó là hai vị tướng khả năng băng vào, thì cần cho mình một vị tướng có khả năng gây lượng sát thương từ xa, cấu rỉa tốt, thì có lẽ hai sự lựa chọn tốt nó sẽ là Kali hoặc là Preta. Tôi nghĩ rằng đó là toàn tính của Team Flash. Còn sự cấm lượt cấm vào Preta trong tay của Team Flash này
nó cũng chưa hoàn toàn là tối ưu. Tôi cũng nghĩ vậy. Thực ra Kali hoặc là Liliana cũng đều là những vị tướng tay khá dài. Lily với những cú vẩy choáng của mình cũng có thể gây ra một lượng sát thương phép, đặc biệt giai đoạn cuối trận nó sẽ cực kỳ là lớn. Nhưng Lạc Lạc cần cho mình một vị tướng để có thể cấu rỉa từ xa. Khi mà đội hình của họ đặt một đội hình đang all in băng vào để tấn công đối phương thì cần một vị sát thương từ xa, và đó chính là Illumia. Đó một vị tướng có thể chơi được cái vai trò tương đương như là Preta, thậm chí là cái chiêu cuối của cô nàng này có thể có lợi trong tình huống tranh cướp Stesa, tranh cướp rồng hay là đoán cái hướng di chuyển của đối phương, thì thần trận của Illumia được cái hiệu quả khá cao. Roker. Cuối cùng sẽ là Seniel dành cho Chobit và Roker ở khu vực đường tà thần Seja dành cho Ellie. Tôi nghĩ rằng đạt còi sẽ chơi quân bài Ibanez hay chăng? Ibanez, tôi nghĩ rằng đạt còi sẽ sử dụng cho mình quân bài Ibanez. Sunbeck sẽ chơi Rat ở vị trí đường giữa. Đạt còi sẽ chơi quân bài Ibanez. Rõ ràng là đạt còi sẽ đánh cánh thủ. Còn Ellie sẽ đánh cánh công vì anh ta ở vị trí đường đơn Seja, và có lẽ là quân bài Roker này là để dành cho Ellie. Đội hình của bên phía Team Flat đã được chốt. Đội hình tôi nghĩ rằng là sát thương chống chịu cũng như là khả năng gọi là cấu rỉa nó đều tương đối là hoàn hảo. Một đội hình cơ bản nhưng nó có độ hiệu quả cao, và đây là những quân bài cũng khá là thuận tay đến từ những người chơi của bên phía Team Flat. Thậm chí khả năng ám sát cũng được đảm bảo với Ras, với những tình huống băng vào sử dụng cú đấm thăng hoa và tạt súng hữu đột nữa. Tạt súng hữu đột nó sẽ khiến cho những sát thương chủ lực ví dụ như là Illumia của Lạc Lạc, vị tướng không khả năng di chuyển quá tốt, sẽ gặp khá là nhiều khó khăn, đặc biệt là trong giai đoạn đầu với những tình huống trao đổi chiêu thức. Nhưng ở trong giai đoạn cuối thì Illumia cũng sẽ có được tiếng nói của mình với lượng sát thương phép đã được lên dành cho người đi đường giữa của bên phía HTBC IGP Gaming. Đây là ván đấu mà IGP họ sẽ buộc phải có được chiến thắng nếu như không muốn phải nhận thất bại chung cuộc trước Team Flash, và một chiến thắng cũng sẽ giúp cho mọi thứ được cải thiện dành cho HTBC IGP Gaming. Đúng. Bởi lẽ nếu như họ thua với tỷ số là 2-3 thì điều đó đồng nghĩa với việc là họ sẽ có điểm số ngang bằng với Flash. Bởi hiện tại trước khi bước vào vòng đấu thứ tư này thì HTBC IGP Gaming đang hơn Flash là 2 điểm. Đồng ý. Vấn đề thua ở đây thì cũng là điều có thể chấp nhận được, nhưng vấn đề là thua bao nhiêu, thua trắng hay là thua một cách suýt soát thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều thế cục bảng xếp hạng. Đồng ý. Bởi bạn thắng bạn được 1 điểm, bạn thua bạn mất đi 1 điểm, nên cần phải cố gắng trong tất cả các ván đấu chứ chưa nói đến là kèo đấu chung. Và bắt đầu ngay vào ván đấu thứ tư giữa IGP Gaming cũng như là Team Flat sẽ là những bước di chuyển đầu tiên. Các thành viên phía cả hai đội tuyển họ hướng là khu vực đường giữa khá nhiều, và có vẻ như sẽ có tình huống cò rỉa ra đầu trận đấu. Có một cú đấm thăng hoa trúng đến từ Xuân Bách và người KDA. Đấm trúng đến từ KDA, như vậy là trận này thì đây sẽ cầm cho mình quân bài là Van Heen. Van Heen có mặt như đường giữa, anh ta cầm cho mình không phải cái tốc hành mà đó sẽ là kích tuyến đến từ Van Heen trong tay của KDA, và đơn giản là vẫn có quá nhiều thành thuẫn được lên đến các thành viên của IGP Gaming. Chỉ có duy nhất thần quang đến từ Illumia mà thôi. Thần quang là các bổ trợ rất hay, nó khiến cho khả năng tạo ra sát thương của Illumia được tăng tiến. Đặc biệt là thần quang cũng đâu đó giúp cho chiêu thức của Illumia sẽ được hồi nữa. Chính xác là những chiêu đó đánh thừa được người tung, sau khi cái phép bổ trợ thần quang nó được tạo ra thì nó sẽ được giảm thời gian hồi chiêu 1 giây. Có nghĩa là cái quả cầu mà Illumia được thả ra nó sẽ được giảm thời gian hồi chiêu dành cho vị tướng này, sau khi mà trước đó đã có một cuộc đánh tung chiêu và thần quang tạo ra hiệu ứng. Ở đây thì phun hoa đến từ KA, nhưng chỉ là trao đổi chiêu thức nhẹ nhàng, có lẽ là như vậy KA cũng đã phải lùi lại rồi. Bách dính trụy thần lực đến từ Chobit. Xuân Bách bị tấn công khá nhiều, và Xuân Bách thì anh ta cũng dùng cho mình cái thần quang ở trong ván đấu này. Khu vực đường dưới có vẻ sẽ hơi khó khăn dành cho bên phía của IGP Gaming khi Daim là một chất tướng có sải tay ngắn, và Daim có một chất tướng có sải tay dài, còn Đạt Còi là một vị tướng là Ibanez thì anh ta sẽ phải chịu thiệt thòi trước khả năng bắn sát thương đầu trận đấu đến từ Van Heen là rất ấn tượng. Nhưng anh ta đang cầm cho mình cái KA mất rất nhiều máu bị dướn bởi ADC, chưa đủ sát thương. Chobit phải lên để hỗ trợ cho KA để dọn tên lính này. Có cả sát năng lực lưỡng đi lên nữa, cả Pro E nữa cũng đang có mặt ở đây. ADC anh ta hồi lượng máu tương đối nhiều rồi, và những gì mà săn làm chỉ là phòng ngự cái trụ một khu vực đứng trên mà thôi. Con rơi quỷ đang được hướng đến bởi ba thành viên bên phía của Flash, còn ở đây thì Daim tiếp tục thể hiện một cái thế đè khá là tuyệt đối trước cuộc nét. Phải chịu bị đè thôi, nhưng đàn còi chơi cho mình của bài Ibanez thì khả năng đi đường lại với cả Van Heen là không nhiều. Và các thành viên Team Flat đã tập trung cùng đường giữa khá nhiều, đó là một chiến thuật 1-3-1 các thành viên của bên phía Team Flat. Và Chobit là người lao vào người của Xuân Bách, nhưng có lẽ cú nhảy vào đó không mang nhiều giá trị lắm. Và bây giờ có lẽ là Đạt Còi mới là người cần được Team Flat chăm sóc khi anh ta đang phải hứng chịu liên tiếp vào những cú sát thương
sau đó là đã im dướn hẳn vào trụ để lấy đi cho mình nửa máu trụ khu vực đường dưới. Con rồng được tranh chấp, đạt coi có bắt đạt coi bị thả diều ADC, đến ADC bắn vào người của con rồng và tiếp tục đạt coi. Ta đã có cho mình chiêu cuối thấy khá khó chịu. Con rồng nó thuộc về cho biết và ADC đang bị tấn công vào bởi săn thần trận được bật. Săn tiếp tục chém vào người ADC ở phía này, còn dùng cây đổ khiến hai người phải nằm xuống. Bách đến và chiến công đầu dành cho Rush. Trong khi đó thì Proe anh ta tiếp tục phản công ở đây, thả cá khó chịu, Sun liều máu Sun nằm và double kill dành cho Xuân Bách. Một cú đấm thăng hoa nữa để dứt điểm đến cái mạng của Sun. Và Xuân Bách đang tỏ ra mình là một người chơi Rat cực kỳ mẫu mực. Một tình huống xuống để cứu được cả mạng của đạt còi cũng như dứt điểm được mạng của đối phương. Qua đó có thêm một cú đấm thăng hoa nữa để dứt điểm cái mạng của Sun. Một cú đấm thăng hoa đầy độ cảm giác và chính xác cao. Anh ta đã một công đôi việc lấy được điểm hạ gục cũng như là bảo vệ được cho người chơi đường đơn bên phía mình, đó là đạt còi. Ở một tình huống mà bên phía của IGP họ có được con rồng đầu ở nhờ công của Chobits, nhưng sau đó những tình huống giao tranh lại cho thấy rằng IGP họ lại bất lợi hơn ở đó tình huống mà có lẽ Sun anh ta đã quá tự tin. Còn đây là pha mà Eli muốn solo với K, nhưng K có những cái thanh thuẫn được kích hoạt và anh ta có thể lui về và không có tình huống giao tranh với Roker. Rồi Proe tiếp tục thả thủy âm vào người của Lạc Lạc, và Lạc Lạc đang phải chơi trong một thế tương đối bị động trước Xuân Bách. Xuân Bách khả năng di chuyển tốt hơn, khả năng di chuyển linh hoạt hơn, và anh ta luôn luôn hỗ trợ đồng đội mình khi cần. Anh ta đang hướng xuống khu vực đường dưới để có thể gây áp lực được cùng với cả đạt còi, để giúp cho đạt còi có lại được một thế đi đường trước một xạ thủ kiểu dạng như Daim. Và hiện tại thì đạt còi có vẻ như đã dễ thở hơn một chút khi anh ta đã có được thế lính cao hơn so với cả Daim. Anh ta đang cầm cho mình cái trói buộc, và cái trói buộc đó giúp anh ta có được hiệu quả thiêu đốt, làm giảm kháng phép của đối phương nữa. Thì điều đó cũng giúp cho tình huống combo giữa Xuân Bách và đạt còi là tương đối mượt mà, bởi sát thương phép là đến từ Xuân Bách. Đã cho biết anh ta đang bị nhắm vào khá nhiều. ADC vẫn đang có những cú bắn thả diều theo Chobits. Ở đây thì đạt còi làm nhiệm vụ đẩy lính, và liệu có pha băng trụ hay không, nên câu trả lời đó là không, chỉ có một mình thôi. Đứng đây thả thủy âm gây ra một chút khó chịu mà thôi. Còn thì ADC quyết định là quay trở lại và ăn cho mình vòng rừng của riêng mình. Có lẽ với việc bạn có cho mình một vị xạ thủ thì bạn cần thời gian chơi cầm hòa với đối phương để chờ cho xạ thủ của mình có được cho mình lựa trang bị cần thiết. Và với lối đánh của Lindit với quân bài AD, với của ADC quân bài Lindit này, tôi nghĩ rằng đó là một lối đánh hoàn toàn chủ động đến phía của Team Flat. Giữ được cho mình combo đỏ đến từ bên phía của IGP Gaming. Cái săn cho tình huống vừa rồi, một chiếc con chim này và nó sẽ thuộc về Van Hên. Đạt còi đứng ở đây để cho ba người bạn của mình, đó chính là ADC, là Uri và Xuân Bách ăn cho thắng hải của tối này sẽ khá dễ dàng. Cây đổ không trúng người Chobits, Daim thả diều. Bên phía của IGP có hai người phòng thủ của trụ này, trong khi đó thì Flash bố trí ba người ở đây để gây áp lực và tấn công vào. Rất khó chịu, đang có ép trụ, đang có thêm một xe lính nữa, và chỉ có một mình Daim và Chobits mà thôi. Khả năng phòng thủ sẽ là tương đối khó nếu như Proe bật cho mình những cú auto để khép các đối phương. Thật trận không trúng ai, không trúng ai, còn đạt còi vẫn còn cho mình, đó là chiêu của anh ta chưa bật, bây giờ anh ta mới bật. Và Proe băng vào, có cả hồi máu được sử dụng. Proe đang thả cá, Daim cùng với một người đồng đội của mình đã buộc phải lui và có trụ một khu vực đường dưới dành cho Team Flash. Trong khi đó ở khu vực đường trên này họ cũng sẽ có được trụ một khu vực đường trên, rất khó chịu, liên tục là đổi đường đến cả hai đội tuyển. Và khu vực đường giữa thì có vẻ như Xuân Bách đang là người có lợi thế hơn. Proe có cú khép góc, Xuân Bách đang muốn đấm rồi nhưng có vẻ tầm dưới là chưa đủ, nên họ quyết định là lui và chờ cho ADC lấy được cái trụ khu vực đường giữa. ADC sẽ làm điều đó và anh ta có được trụ đường giữa. Đây là pha tấn công của IGP Gaming vào người của ADC, nhưng ADC thoát đi được khi có những sự bảo kê của những người đồng đội ở xung quanh. Proe bật lên cho mình ao tù không làm choáng được ai. Xin lỗi khi mà khu vực trụ trên tôi đọc nhầm, đó chính xác là trụ một dành cho IGP chứ không phải là Team Flash. Nhưng đây sẽ là pha giao tranh cực kỳ quan trọng, săn chọn đối tượng tấn công cho mình, đó chính là ADC. Săn chết được trong pha này, đặt còi thì một mình anh ta đang lùa đến ba người của IGP Gaming. Chobits bị tấn công, Chobits bốc hơi, đặt còi tiếp tục băng đến, đặt còi vỗ vào người của Lạc Lạc và cả KA nữa. Proe đến thả cá, Daim anh ta không gây được quá nhiều sát thương và cũng sẽ buộc phải lui mà thôi. Tiếp tục là pha ép vào trụ ở khu vực đường giữa này. Daim sẽ cố gắng ở đây để giải quyết đi con xe. Anh ta có làm được điều đó hay không đây? Tôi nghĩ rằng là có sai sót trong tình huống kêu gọi giao tranh đến phía IGP Gaming. Một tình huống mà Sun là người lao vào giữa trước đó, nhưng cái cú hạt giống sinh mệnh của đạt còi nó đã khiến cho ba thành viên của lại IGP Gaming không thể tiếp cận được với cả Sun. Và từ đó Sun mới là người vô hình bị chết lẻ ở tình huống trên. Tình huống khá bất ngờ khi đạt còi lại một lần nữa đến kịp thời với cái chiêu cuối của mình, khu vực đường trên. Cây tiếp tục phun hoa rất đau, Eli buộc phải thoát ra. Ok, nên lùi trong tiếng này khi cái trụ này nó cũng sẽ không giữ được nữa đâu. Cả Eli đang có mặt ở đây và cây bị dồn sát thương, cây sẽ phải nằm ở chân đấy. Anh ta vẫn có thể thoát đi được với một ít máu, trong khi Eli mới là người phải lùi. Khi có cả Lạc Lạc và cháu biết ở đây, đặt còi thì quá trâu so với quy định, anh ta cũng đã có được bùa xanh dưới chân. Và đó là tình huống mà cây anh ta đã nằm xuống. Tôi có một pha thả thủy âm rất khó chịu có cho biết ở đây, nhưng không làm được gì cả. Cho biết cũng sẽ chỉ loay hoay dưới Daim tiếp tục
đẩy được cho mình cái trụ đầu tiên khu vực tầng dưới. Và hiện tại thì có lẽ là IGP Gaming chỉ đang thua một trụ so với cả Team Flat mà thôi. Mặc dù sức đánh của Team Flat là rất mạnh bởi họ có nhiều điểm hàng phục hơn. Họ có cho mình được 3 cái trụ và sau đó là hạt giống sinh mệnh để khép góc. Chobit mất rất nhiều máu. Mất Cương Thánh Thuẫn đến từ Chobit nữa nhưng anh ta vẫn còn khả năng phòng thủ được với cả sự hỗ trợ của cả San lẫn Ca In. Đúng là bên phía của IGP Gaming họ đang có lượng tiền thua thiệt khá nhiều so với đối thủ của mình, rơi vào khoảng 4.500 tiền. Nhưng ở chừng đó thì nó vẫn không phải là vấn đề Bách, lớn. Xuân Bách vẫn đang có được những cái trụ của mình. Đây là một pha tấn công hổ báo nhưng nó lại quá hiệu quả đến từ Bách. Dù sao thì Bách đang bị tấn công bởi cây và Bách sẽ phải đền mạng ở trong tình huống này khi có lớp giáp được nổ ở quanh người của Chobit và đó là mạng shutdown dành cho CNN. Nhưng việc anh ta tấn công được cái mạng của Lạc Lạc cũng là quá đủ thành công rồi. Điều đó giúp cho họ có tiền đề để lấy được cho mình cái trụ đường giữa và qua đó thì chỉ còn một cái trụ hai cùng đường trên trước khi mà bên phía của Team Flat kịp thời tiến vào trụ bậc thềm. Wow. Họ đang muốn ép vào cái trụ thứ hai không được đứng dưới này. Quyết định bỏ bùa đỏ là sáng suốt đến từ ADC. Anh ta lấy được cái mạng của một thành viên bên phía của IGP là KA, lấy luôn cái mạng của Sun và Chobit thì đang đến muộn. Anh ta bị thả diều dùng truy thực lực thoát qua bên kia tường. Đặt còi chọc của người Chobit nhưng Chobit có thể thoát đi khi anh ta khá khỏe. Nhưng vẫn còn nguyên cả năm thành viên của Team Flash. Họ sẽ có khá nhiều lựa chọn trong tình huống này. Khi con tà thần xảy ra nó cũng đã xuất hiện được trong quãng thời gian là khá lâu rồi. Bây giờ thì Flash hoàn toàn có thể ăn tà thần và thả rồng khu vực đứng trên và họ sẽ gây áp lực vào các khu vực đường còn lại để lấy đi những cái trụ bậc thềm của đối thủ. Vẫn tiếp tục là hỗ trợ để giúp cho ADC có được con mùa xanh rất tốt đến từ Xuân Bách. Họ tiếp tục hướng tới con rồng hắc ám, họ vẫn chưa hướng tới con tà thần Seiza. Có lẽ cần một cơ sở tốt hơn dành cho bên phía Team Flash trước khi họ hướng tới con tà thần đó. Khu vực đường trên một mình đặt còi chống trả hai thành viên của phía IGP Gaming không hề hấn gì. Ellie cũng thế, rất trâu. Với hai bức tường thành này thì Team Flash có thể thỏa sức tung hoành để dành cơ hội cho ADC có những cú bắn từ xa khó chịu như thế này. Wow, đó là cú làm choáng được hai người đến từ Lạc Lạc và phòng ngự thành công dành cho IGP Gaming. Bách đứng khá cao nhưng bây giờ thì có lẽ sẽ là hướng đến con tà thần Seiza này hay chăng đây. ADC anh ta lại tiếp tục ăn cho mình con người đỏ trước trong khi những người đồng đội của ADC vẫn đang có một thế đẩy khó chịu ở khu vực đường trên này. Họ sẽ cố gắng để lấy đi cái trụ hai ở đường trên trước khi ăn cho người ta sẽ đặt còi đẩy với người của Daim, đặt còi gỗ mọi người, đặt còi sấy luôn là giống sinh mệnh. Trong khi đó các thành viên còn lại của Flash đang băng lên có cả ADC nhưng đó là cú truy tiền lực đẩy lui ADC ngược trở lại đến từ Chobit và tấn công vào người ADC đến từ Sun. Nhưng Sun một lần nữa lại bốc hơi rất nhanh. Trước đó thì người đồng đội của anh là Kê bị bắt bởi đặt còi tấn công vào trụ khu vực đường giữa này. Đây là tình huống mà bên phía của Flash có Ellie đứng rất sâu, anh ta lấy được mạng của một thành viên bên phía IGP Gaming, lấy được cái mạng thứ hai và trận đấu này nó sẽ dành cho Team Flash. Daim cố gắng chống trả, Daim lấy được hai điểm hạ gục nhưng Daim bị dồn không còn đường lui nữa và vẫn có mình ADC. Thế lính vẫn còn cơ hội cho kết thúc trận đấu này là vẫn còn. Nào bắn cố gắng nhưng Sun 6 giây nữa sẽ ra và chưa có chiến thắng dành cho bên phía của Team Flash. Daim đang bắn ngược trở lại nên nhớ ra anh ta đã có chip bọc kim từ trước đó rồi. Như vậy lựa chọn của ADC đó là bỏ mặc người bạn của mình và lấy cho mình cái trụ bậc thềm cuối cùng ở khu vực đường trên. Quay trở lại, như vậy là Flash họ chưa có được trận đấu này. Và bên phía của IGP với cú quạt Q dành cho Daim thì vẫn đã phòng ngự thành công. Ellie và Proe đã dướn trước đó khá là lâu. Họ phải chịu sát thương đến từ trụ khá nhiều nên khi mà Daim ra thì anh ta cũng có được cú bắn để kết liễu được mạng các thành viên của Team Flash. Điều đó khiến cho Flash chưa thể kết thúc trận đấu nhưng họ đã có được cái trụ siêu cấp khu vực đường trên và họ đã lấy được rất nhiều sau cú cản vào bắn ấy. Tôi nghĩ rằng đó là một cú cản vào thành công đến từ phía của Team Flash. Và bây giờ thì chưa ăn xảy ra nhưng tập trung là bắt lẻ và Chobit là đối tượng bị hướng tới với phía Team Flash. Chobit vẫn dồn đạp rất nhiều, anh ta dùng chủ lực thoát qua bên kia bờ tường và thoát đi thành công. Có cả Sun ở đây, Sun cũng dùng phong độn để có thể chạy được. Lúc này thì lượng tiền đang là vượt trội dành cho Team Flash, nó vẫn đang duy trì ở mức khoảng 6.000 tiền dành cho Team Flash và họ tấn công cái rộng này và gia tăng thêm một chút nữa lượng tiền họ cần có được cơ sở nhiều hơn để có thể ăn được con tà thần Seiza này một cách thực sự là thoải mái. Rất chắc cú và bây giờ thì có vẻ như Team Flash mới đang muốn hướng ra khu vực Han Seiza. Proe là người đang hướng tới để kiểm soát tầm nhìn. Cả ba thành viên của Team Flash chưa muốn tập trung vào hang Seiza, họ sẽ lùa các thành viên IGP Gaming lui về trước khi muốn tấn công vào cho mình con hang tà thần Seiza này. Đạt Còi là người giải quyết đợt lính ở khu vực đường trên và con tà thần này tôi nghĩ rằng 100% nó dành cho bên phía của Team Flash bởi không có dấu hiệu nào cho thấy là IGP Gaming sẽ ra để tranh chấp được, không cướp được và cú thần trận đó không thể đủ may mắn để giúp cho bên phía của IGP Gaming cướp lại được con tà thần. ADC rất chắc cú, anh ta đã lên cho mình cả cái huân chương Choi để có thể kháng lại lượng phép được tạo ra bởi Zil với những pha bắt vào của Zil và thằng nào những tình huống bắt vào Zil cho đến hiện tại vẫn chưa có bất kỳ một hiệu quả nào. Anh ta đang có 505 KDA cực kỳ ấn tượng tại thời điểm này. Anh ta thừa tiền rồi. Thừa tiền rồi. Anh ta chỉ cần lên một cái huân chương Choi là anh ta giải quyết được bài toán sát thủ Zil. Và Zil cũng là người duy nhất bắt vào được người của Lindis. Chobit B
bị lùa phải vòng ra tận trụ của bên phía Team Flat và Quyên Sinh. Khỏe Chobit đã sử dụng mình sử dụng tư thế, anh ta có thoát được về hay không? Trong khi đó bị gắt rồi này, vẫn đang là tình huống thả diều tốt đến từ đây. Mọi người của Đạt Còi, nhưng Đạt Còi khỏe quá, anh ta sẽ hết sinh mệnh và anh ta hoàn toàn thể phòng ngự thành công. Như vậy Chobit là người đã phải nằm xuống. Ellie đang bọc đầu, anh ta muốn lao và mở giao tranh. Ellie băng vào sử dụng mình chiêu cuối và anh ta càng bắn càng ghê. Là người phải nằm xuống trong pha này. Cây sẽ là người tiếp theo bị tiêu hủy. Sun đang cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về tế đàn. Daim đang cố gắng tạo ra điều kỳ diệu, anh ta khiến cho Rocker phải nằm xuống. Đạt Còi đẩy Daim ra. Các thành viên còn lại của Flash họ đang tấn công, và nhưng họ chưa hướng đến cái nhà chính của đối thủ. Mà bây giờ khi mà đã giải quyết đi đó là Sun rồi thì họ mới bắn nhà chính của bên phía IG. Đang vào 5 giây nữa thì Chobit sẽ ra. Chắc chắn nó sẽ 5 giây nữa Chobit sẽ ra. Flash. Nhưng đây lại là cái trò mà trước đây thì Flash hình như đã làm một lần rồi, quyết định là tiêu hủy đối thủ trước khi là nhắm đến nhà chính. Nên làm như thế bởi rõ ràng sức phòng thủ đến từ đây là tốt. Chobit ra, anh ta đủ trâu nhưng anh ta không thể giữ được cho mình cái nhà chính này bởi anh ta không có sát thương. Và với việc Team Flash kịp thời dứt điểm cái mạng của Daim thì sức phòng thủ đến từ IGP Gaming là không còn nữa, và đó là 3-1 dành cho Team Flash. Đó không phải là một động thái chôn đâu, tôi nghĩ rằng đó là một động thái dứt điểm đến từ Team Flash. Họ suy nghĩ như thế là đúng, và với việc dứt điểm được cái mạng của Van Hen thì không còn sức phòng thủ nữa tại IGP Gaming.